Hôm nay ngày 5 tháng 11 năm 2022, Ngô Tú Kiệt về góp về Nam Tây Ninh để trả lễ cảm ơn quý vị đã mỗi tuần rất là nhiều các bác, các chú, các anh chị lên thăm viếng Thiên Long Sơn, nhưng mà tặng thời Thiên Long Sơn mình chưa có được mở cửa. Thì lo về đây thăm quý vị, mình ở ngoài này cũng vui nè. Chủ yếu là về là đây thăm miền Nam Cali. Thì cũng diện kiến rất là nhiều người muốn về Thiên Long Sơn mà về đi khó khăn. Nên lo lo thì về đây chơi, có mấy chuyện khác rồi gặp chung lại một cái cuối tuần vậy đó. Hôm nay Kiệt mở cho tất cả các quý vị muốn hỏi bất cứ câu hỏi nào từ trên trời dưới đất dưới địa ngục. Nhưng mà trước khi dẫn đáp thì có ôn lại, giống như mình ôn bài vậy. Cái bài nó dài nhưng mà mình tóm tắt thôi. Đó là con hồng cáo tiên từ 9.000 năm nay lưu lạc từ ở bên nước Tàu. Chúng ta là con cháu của vua Thần Nông, con của Thiên Thượng Thượng Đế. Rồi chúng ta thời đó vua Hiên Nhiên, vua Thần Nông lập ra dân tộc Việt Nam 100 giống dân, đó là giống Lạc Việt. Rồi mình bị người Hoa Hạ, đó là người Tàu Bắc Kinh bây giờ đó, nó đánh đuổi, nó chạy dài dài xuống tới sông Dương Tử, phần nửa bờ sông Dương Tử xuống đây, rồi nó đến dài xuống cho tới giờ mình còn Hà Nội cho tới Hà Tĩnh. Thì tất cả các cái vị thần thánh thời xưa đó đã đi với mình từ thời đó, tạo ra cái DNA của giống dân Việt Nam. Thì các cái vị khi những đứa con của các ngài lưu lạc dài tới hôm nay, từ Hà Nội năm tư lưu lạc vô miền Nam, rồi từ miền Nam 75 mình lưu lạc qua đây, bây giờ khắp năm châu, thì đó là một cái sự nhiệm màu. Các ngài tái sanh rất là nhiều đời, nhiều kiếp lẫn lộn trong dòng đời của chúng ta. Đến ngày hôm nay các ngài sẽ lưu lạc ra hải ngoại và đưa các con của các ngài trở về nước Việt lại. Thì cho nên các ngài cho Kiệt ra nói để cho mọi người khắp năm châu 6 triệu chim hiền chuẩn bị. Đó là cái câu chuyện tại sao Kiệt từ Bắc Cali bây giờ bữa nay về Nam Cali là vậy. Thì cũng như mình từ ở bên Tàu, rồi mình bị người Tàu ăn hiếp để dài xuống cho tới nước Việt, tới Hà Tĩnh, Huế, Quảng Trị khúc đó. Nhưng khi cá lớn ăn hiếp cá nhỏ ăn hiếp cá bé, thì lúc đó ngài Trạng Trình á, lúc mà Trình Nguyễn Văn Chánh á, thì ngài Trạng Trình tức là đức thầy nghe, mở bên Tàu đức thầy tức là ngài Gia Cát Lượng, đúng không? Nhưng mà Phật về Nam, Phật không ở bên Tàu nữa. Phật thích nước Nam, tại vì nước Nam sau này nhỏ mà lại rất là có nhỏ. Thì lúc đó ngài Văn Trình mới nói với chú Nguyễn Hoàng là Hoành Sơn Vạn Đại, Hoành Sơn Nhất Đái Quảng Đại Dung Thân. Thì từ đó 19 chú 13 đời vua của nhà Nguyễn mở mang bờ cõi miền Nam dài cho tới mũi Cà Mau ngày hôm nay, là mình tiêu diệt khoảng 3-4 dân tộc. Trong đó cái dân tộc mà có dân số đông hơn mình đó là người Chim Thành. Thời Minh Mạng muốn giết hết người Chim Thành đó, thì một người lính bình thường thôi thì phải chém 4 cái đầu của người Chim Thành thì mới lãnh được cái lương tháng đó. Tức là 2 tháng 1 năm là ông chém ít nhất cũng 40 cái đầu. Đó là vua chúa nhà Nguyễn. Khi mình tạo cái nghiệp
sắc xanh quá nặng. Hôm nay 80 năm cũng hết á. Là tự vì cơ vận ở khắp quả địa cầu này nó phải đi đồng bộ, thay đổi là thay đổi một lượt chứ không có quốc gia, mỗi quốc gia. Thì từ lâu nay, 3 năm nay nghiện nói cái đó. Mà cái đó khó, những nhà chính trị của thế giới hay là cả những nhà phân tích gia đây, họ chỉ cập nhật tin tức và nhìn trước nhìn sau chừng vài tháng là hiểu rồi. Chuyện nói một cái đoạn đường dài luôn. Thì ở đây á, mình nghe đài này đài trên trời. Còn xuống mình nghe đài dưới đất á, mình thấy nó ngược lắm. Hiện nay Putin còn với Tập Trung Bình còn hùng hổ đó không? Nhưng mà hôm nay nó tàn rồi. Nghe bây giờ cũng vui chứ không hẹn. Tập Trung Bình chiến thắng nhưng mà lại thua, như Biden chiến thắng mà lại thua. Đó là bao nhiêu cái mà hiện tượng mà con người vẫn chưa có chịu học và không có chịu tỉnh thức. Là mình thừa nhận đó, là mình có giỏi cỡ nào mưu mô tính toán, giỏi cỡ nào cũng không có bằng ông trời. Thì chủ yếu khi nói chuyện mới chuyện ra đời 3 năm nay là gì? Cha và chư Phật và sư phụ của Kiệt là Đức Quỳnh Phúc Sổ. Ngày thường dạy dỗ Kiệt là con ra nói, ai trong vòng nghe được tiếng nói của con, người đó sẽ được ta cứu. Đó là thật. Nhưng mà đâu có phải bao nhiêu người mà hiểu được. Thì từ đóng vai Gia Cát Lượng, rồi đóng vai Lưu Bôn, rồi để tiên tri cho mấy cái của nhà Minh á. Rồi Gia Cát Lượng cũng nói sau này sẽ có một cái nước nhỏ, sẽ có một cái đạo, và dùng cái đạo để mà dạy dỗ nhân loại ăn hiền ở là chân thiện mỹ. Ngôi lúc Việt chỉ mong tất cả mọi người chân thiện mỹ, càng đông người đi về trời thì Việt sẽ được các chư Phật thưởng nhiều bông sen, nhiều huy chương là bông sen vậy đó. Khi vô tới miền Nam, Phật dồn về Nam, thì lúc đó Ngài Đại Ca Diếp đóng vai là ông Trạng Trình ngoài Bắc, thì cho một cái lời nói, chỉ một câu nói thôi, mà hôm nay mình có một dãy đất miền Nam, nhưng song song mình lập lên quá trời nghiệp. Cái nghiệp phải trả, mắc nợ rồi phải trả tiền. Thì từ đó dân tộc Việt Nam á, mới có sự không có đoàn kết, đấu đá lẫn nhau. Người Bắc á, nghe nói tiếng người Bắc á, lũ lót. Người Trung á, thì nói chuyện rất là thung kính, đâu ra đó. Nhưng mà ta đây là mẹ mẹ rồi vua đó không? Người Nam thì đồng bằng thì nhiêu sản khoái, xong ngồi cá đồ ra ngoài thì thiệu cá là gom cỏ. Mớ ra cỏ là rau miền Nam thời xưa. Vô vô cá là có một buổi cơm ngon lành, không cần phải lo lắng gì, cho nên tàn. Bắc Trung Nam đều là con rồng cháu tiên. Tự nhiên người Pháp họ chia ba thứ tiếp để họ dễ đô hộ. Rồi lúc đó Ngài Trạng Trình mới chỉ Chúa Nguyễn Hoàng Nam Tiến. Thì tất cả dòng họ nhà Nguyễn con cháu của Nguyễn Hoàng á, thì mới theo lời tổ tiên. Thì tức lời cuối cùng đó là đại ca ăn chơi của mình là vua Bảo Đại. Hết vua Bảo Đại thì mình tới hình như Đệ Nhất Cộng Hòa, đó là Ngô Đình Diệm. Ngô Đình Diệm phải bị mất chế độ Đệ Nhất. Rồi bắt đầu tới Thiệu, rồi tới Kỳ, phải không? Cái cuối cùng Phật Mẫu mới giao nguyên cái nước Việt Nam cho Hồ Chí Minh luôn, là 75, mà không có sự đổ nát chết chóc. Đó là cơ vận mẹ trên trời xoay chuyển cho nước Việt không có chết, chỉ trả cái nghiệp thôi. Là vì mình Nam Tiến mình giết nhiều người quá, mình phải trả cái nghiệp. Chúng mình giải thích lý do tại sao mà bề trên mới cho Nam Tiến. Tại vì mỗi một dân tộc thì nó cũng giống như mỗi một cái giống lúa, mỗi một cái giống người nào khôn thì dạy những cái đứa em ngu. Tất cả nhân loại trên thế gian này, cả người Phi Châu mà còn đang mặc sờ rong chạy vòng vòng ở Phi Châu cũng là con đường đế nha. Nhưng mà họ tầng trường thấp, họ không có những công thức mà cao siêu để mà cải hóa họ. Mục đích của chúng ta xuống cái thế gian này tạm bỡ cõi ta và khổ ải này để mà học, để thăng tiến, thành hồn.
chứ không phải mình xuống đây để mình chấp theo cái thân này mà ăn cho no cho bổ rồi gom đóng tiền vô chết rồi ngó. Nó không phải mục đích, nó không phải gì. Cho nên ở bề trên nó mới cho những cái sắc dân có một cái trí tuệ cao hơn con rồng cháu tiên là con ngu ngơ cơ, đó là chúng ta. Nó như người Do Thái gì đó. Thì cái phong thủy nước Việt Nam là có Cửu Long chính con rồng, cho nên tại sao bề trên chọn nước Việt trong tương lai là một cường quốc và một cái quốc gia có nền đạo đức số 1 trên thế giới. Thì khi Nam Tiến lúc đó là ngày Đại Ai Cập, cũng là ngày Khương Tử Nha luôn á, rồi Lưu Bá Ôn, rồi ông Gia Cát Lượng, ngài tái sanh thành đức thầy gọi là Vũ Sơn Kỳ Hương, lập ra cái đạo tiếp. Nhưng mà cái sắc phàm những cái thời xưa đó, không có đủ thuốc men, cho nên đức thầy chỉ sống khoảng như là không quên này cả mấy bảy chục. Rồi sau đó ngày đi mượn xác khác, đầu thai làm khác, hoặc trùm, rồi cái một người khác nữa, rồi Đức Bổn Sư, rồi lên tới ông Sư Giải Bán Khoai, bất cứ hình thức, ngoại hình, mình đừng có chấp hình tướng. Thì cái linh hồn của ngài đi tiếp tục cho tới cái cuối cùng mà hiện giờ người ta đang thờ đó là trẻ trẻ đó. Sau này tất cả mấy cái đó khi ngài sắp sửa xuất hiện bây giờ nè, thì ngài sẽ giải thích rõ. Thì con người của mình rất là phù du và bé bỏng, dễ chết, dễ đói, dễ giận, dễ nổi điên nữa. Mình nói đây bởi vì lúc mình đang làm từ thiện, lúc thì làm mấy cái chuyện nghịch đời, người mình cái tâm của mình nó nhiều màu, chập chờn nhiều màu nhiều sắc là vậy. Lúc đó thầy có hứa nha, từ lúc ta xuất hiện cho đến lúc mà ta kết thúc cái màn này là 100 năm đúng không? Mày hứa. Nhưng mà lý do tại sao nó hút bữa dài 2-3 năm rồi? Đó là do ba cái nhan của Kiệt Thắng. Kiệt cũng là một trong những người đóng phim của cái màn này. Tại vì 10 chết 7 còn 3 chết 2 còn 1 mới ra Thái Bình á, thì nó thảm sầu lắm. 7 tỷ người, Việt Nam có 100 triệu người mà tự nhiên chết 70 triệu người. Còn 30 triệu người làm sao? Cho nên thì mỗi lần mà nghe mấy vị nói nhân loại sẽ nhiều bom nguyên tử nổ và sẽ có một sự chết thảm khốc như vậy, thì Kiệt động lòng là thắng. Mỗi lần thắng thì Kiệt bị giảm thọ nha, để đánh đổi được cho tới ngày hôm nay. Nhưng mà cũng phải một chút xíu gì chứ, đâu phải ai cũng là con Phật, ai cũng là con của Thượng Đế Cha Trời Mẹ Đất đâu. Có những người con quỷ nó sống chung với chúng ta đồng lắm á. Thì cho nên 7 triệu người trong vòng tích tắc 2 năm với thế gian không nhầm nhỏ, năm 2019 COVID chưa tính, Trung Cộng nó giấu nhiều nữa. Mà thời đó đó mà xét với bao nhiêu mấy chục chiếc xe mà nó làm cái nhà thiêu lưu động á, mà nó đốt khói lên á, mấy vị trên trời la quá, trời ơi nó đốt xác người gì đâu mà lên tới tầng trời đau lợi chẳng luôn. Cái mùi á, thì Trung Cộng nó chết cũng nhiều lắm. Nó là người đầu tiên. Năm 1975, những đứa con của Thượng Đế được có một cái cục có commission. Cái mission đầu tiên là cái đốc nhà của lãnh sự quán của Mỹ á, là đưa mới đi, và có chiếc tàu Trường Sơn cũng đưa mới đi những đợt đầu tiên. Rồi sau đó những cái lớp vượt biên, hết vượt biên rồi mình đi bán chính thức, đủ mọi cách mà con Thượng Đế nhiều chiêu lắm, hết kiểu này tới kiểu khác, càng đông ra hải ngoại càng tốt, tại chất xám với đô la không, ở sau này là đem về là không cần tiền của World Bank nữa. Rồi hết cái đó tới ODP chung lại rất là đông, rải khắp thế giới. Sau này tới người Bắc á, Hải Phòng hay là Hà Tĩnh đi, cũng là họ có người Việt nha. Tại vì họ thiếu phước hơn mình là vì 45 năm Cộng sản cai trị miền Bắc không có chùa. Nhưng mà họ có tinh thần quật cường lắm. Người Bắc là đoàn kết lắm để giữ gìn tổ tiên của nước Việt từ bên Tàu qua.
người Nam thấy vậy mà quên đi, tại vì xuống Nam á mình xâm lấn của Chân Lập Chim Thành đó mình quên, nhưng mà người Bắc á họ có những cái bàn thờ tổ tiên á là nguồn gốc, tại vì khi mình chết á con cháu mà nó không biết mình thì ở đó giống như cái nursing home của dòng hồn vậy đó. Còn người Nam không có cái nhà thờ tổ tiên gia ông như họ Nguyễn, họ Ngô, họ Trần, họ gì á, mình không có cái đó. Rồi sau khi mình lưu lạc như vậy khắp năm châu, người ngoài Bắc sau này đi qua bên những cái nước giống như Cộng hòa Czech hay Ukraine hay là Nga đó cũng lưu lạc nhé. Rồi đến viện gần đây là F1 cho tới F10 con ông cháu cha, tụi nó cũng là chim hiền á. Cho tới ngày hôm nay đến lúc Đức Thầy phải kêu chúng ta phải chuẩn bị đi về á, chứ không phải mình qua đêm nở luôn. 6 triệu chim hiền ngày hôm nay, mấy vị nói sau này sẽ là 60 triệu khách hải ngoại, tại vì xanh xôi nảy nở chứ không phải nhiêu đó hết đâu. Lúa mà nó mọc ra lẻ lắm. Chúng ta một ngày không xa sẽ có những cái chuyện biến động rất là lớn ở trên đất nước Việt Nam. Những người hữu duyên hôm nay nghe tiếng nói của Kiệt gần 3 năm nay rất là đông, để chuẩn bị đi về chầu với cha với mẹ, là vì chúng ta lưu lạc hàng nhiều nghìn năm rồi, từ bên Tàu dài xuống nước Việt. Rồi bây giờ mình hết nước Việt, mình không còn quê hương nữa, mình đi qua hải ngoại. Ra hải ngoại không phải mình qua là để mình an thân ở đây, mình cứ đi mở tiệm neo này rồi sẽ sang tiệm neo nọ, cứ mở hoài rồi cuối cùng sao? Cuối cùng mình ngửi mấy cái chất đó hoài, cái ngày cái mình đi vô bác sĩ cho mình tờ giấy méo mặt, rồi mấy cái tiệm đó làm gì, đổi ra thành tiền cũng ngó thôi à. Cái thời đại nó sẽ thay đổi theo dòng thời gian. Mục đích cuối cùng của cái thiên tâm đạo của cha đưa xuống thế gian này để thống nhất tất cả các đạo. Và những cái đạo mà ở miền Nam ra đời á, đạo Bửu Sơn Kỳ Hương, đạo Hòa Hảo, đạo Cao Đài, sau này á là tất cả tam giáo đồng nguyên, đạo Phật, đạo Tiên, đạo Thánh sẽ nhập lại thành thiên tâm. Tại sao Phật tử cứ nói tôi tu Phật cao nhất, tôi không muốn theo thiên tâm, thiên là tiên thấp không Phật? Sai. Tại cái đánh dần của cái thế gian mình, chữ tiên nó khác hơn chữ thiên. Không có cha, không có Phật, tất cả các vị Phật đều là con của Thượng Đế hết nha quý vị. Cha giống như Tổng thống, Phật giống như PhD, một hiệu trưởng, một thầy giáo thôi à. Nhưng mà vì từ thời thần Tú đã làm sai lạc kinh điển, rồi đến vô Việt Nam, bây giờ quý vị không tin đi hỏi ông chủ trì chùa này, ai nói vậy, thầy tôi nói vậy, thầy ông đâu, thầy tôi chết rồi, cứ lưu truyền như thế, không có gì họ làm chứng. Mà trong khi ngày xưa Phật đã nói của cái thời đại này, tất cả những gì ta nói là con nắm lá thôi, chứ nó không phải cái rừng lá. Những gì Phật nói chỉ liên chuyện của Phật thôi. Nhưng mà lúc đó Phật đi 7 bước mọc 7 phong sen, ai đạo Phật sẽ hiểu. Phật nói là lúc mà cái phong sen đầu tiên mọc ra đó, thiên thượng là có cha ta rồi, thiên hạ là mình nè, duy ngã độc tôn là chỉ có một cái gốc đạo là chân thiện mỹ thôi. Thì Phật đã giải thích rồi, chẳng qua là bây giờ á họ không có thừa nhận cha với mẹ, cho nên cha mẹ mới buồn, mới cho Kiệt xuống đây để nói lại sự thật ngoài kinh điển. Ông Hoàng Đế Thích trong kinh của Lăng Nghiêm, đó là tầng trời thứ hai chầu Phật. Ở trên trời có 36 ông trời á, giống như trái đất mình có 300-400 ông tổng thống, cái danh từ thôi à. Còn ông trời mà thật sự mà tạo ra cái trí khôn của mình á, đó là thứ thiệt á, là cha đó, là nắm cai quản tam cõi, cõi trời, cõi người và cõi thủy cung. Chúng ta làm cái gì đi nữa, chúng ta có giỏi, có khôn, có tính toán cao siêu cỡ nào đi nữa, thì quý vị nhìn thấy bao nhiêu chuyện nực cười á, bay răng ăn gian lá phiếu cuối cùng cũng thua. Cái những cái cột trụ mà sau này nắm vận mệnh của quốc gia Việt Nam, đó là 65% tuổi trẻ trong nước Việt, và đồng thời và những đứa tuổi trẻ lớn lên ở đây, cả con cháu cha luôn, miễn nó đổi tư tưởng, miễn nó có tài.
cái việc buồn là mình không có nói đụng chạm, mình nói sự thật. Cái việc buồn á là lời thật. Những gì chuyện nói gần 3 năm nay 178 cái clip, lời từ trong lòng, nói cái chư Phật làm chứng, chư thiên làm chứng, nói giữa trời giữa đất, không có ngại bất cứ gì hết. Lời người thiệt, việc thiệt. Ở thế gian này chị không còn là tham tiền nữa. Cho nên bao nhiêu tiền của, bao nhiêu trí lực, tài lực đều cống hiến cho nhân loại, cho đời. Mục đích để chi? Mục đích là gì? Đã ngày xưa đã có thời với cha rồi. Cái thế gian này còn sự bất công, kiệt sẽ không thành Phật. Mà quý vị có tưởng tượng thế gian này còn sự bất công không? Mỗi ngày trong nhà mình có bất công, huống chi á là nó ăn cắp lá phiếu, huống chi á là bao nhiêu chuyện nghịch đời nó mình thấy á, những người mà vô thần họ làm. Nhưng mà thiệt đó, một kiếp này kiệt sẽ về trời. Mấy vị nói rồi, trong kinh Địa Mẫu mẹ có nói kiệt á. Đó là khi cái thế giới này họ sẽ hiểu được có một cái đạo thiên tâm rất là chánh đạo và thống nhất tất cả các đạo. Lúc đó Đức Thầy là Ngài Đại Ca Diếp mà Đức Phật Thích Ca ngày xưa đó, ở vào thời mạt pháp, Đức Thầy sẽ trao bát và y lại cho Phật Di Lạc, thì Đức Thầy sẽ về với Phật A Di Đà luôn. Cái đó là thiệt đó. Thì một đời này khi Phật xuất hiện ở một cái thế gian này, và sau cái thế chiến thứ ba, đâu ai ngờ bây giờ cái thế chiến thứ ba cận kề. Mấy ngày hôm qua hôm kia Hồng Mạch nó đói quá ai vậy không biết, nó bay lên 280 chiếc máy bay luôn. Dân nó thì đói, xăng thì không có, mà lê hù thôi à. Hôm qua hôm kia vậy, nó bay lên trời 280 chiếc. Rồi vũ khí của Trung Cộng á, bây giờ mình cứ nghĩ đi, cái gì mà Make in China, cái đồ dởm thôi mình cũng sợ, không chi vũ khí. Thằng Nga là làm vũ khí mạnh đó, mà hôm nay mình đã thấy rồi, bởi vì nó tất cả không có, sau này không có vũ khí nào mà xài được hết. Nó không đánh thôi, nó đánh là nó thua liền. Khi nó thua là cái gì? Chiếc xà lan mà chìm á, là chiếc xuồng con Việt Nam á, cũng sẽ không có cái dặm để bê nữa, rồi để chèo nữa. Đến lúc đó là 6 triệu chim hiền này nè, mỗi người phải nghĩ ra một cái gì để mà góp sức. Đó là sự chuẩn bị của chúng ta ngày hôm nay. Đó là thiệt. Bất chiến tự nhiên thành là chỗ này á. Khi dòng đời sau 75 mình lưu lạc ra tới nơi này, mình có bao nhiêu đứa con lớn lên ăn học thành tài ra trường ở hải ngoại này. Thật sự bản chất của người Việt có nghe giàu cho mình, ở phương trời nào, ở tiểu bang nào, có người Việt không có người Việt. Đến là Kiệt rất là ở trên núi, Kiệt tiếp xúc rất là nhiều mấy bác lấy chồng Mỹ qua Mỹ. Nhưng mà đến ở tuổi về già đó cũng đi tìm lại những cái khu Việt Nam à. Có người mình có tình có nghĩa ở chỗ đó đó. Rồi đẻ ra con cũng muốn con mình nói tiếng Việt nữa, đúng không? À, giàu cho không, mình ở đây là khỏi nói rồi, quá trời luôn. Mình không nói chính trị, nhưng mà chính trị với đạo á, nó là song song nhau á. Tại sao ông Trump phải lùi 3 bước để nhường cho Biden, rồi hôm nay á, nước Mỹ sẽ được đoàn kết, không có chia rẽ giữa hai sắc dân? Đó là tất cả là do bề trên xoay chuyển hết. Tóm lại câu chuyện, mình đi từ thời vua Thần Nông Thục Hy kéo dài xuống cho thời ngày hôm nay là Bắc Cộng, phải không? Rồi mình lưu lạc qua hải ngoại, rồi hôm nay mình sẽ gáp nói ngược trở về nước Việt. Thì lúc đó nước Việt sẽ lập lại trang sử mới. Ở trong kinh thì nói là hội Long Hoa, nhưng mà theo được biết á, thì mấy vị nói là hội Diên Hồng. Hội Diên Hồng là những người có kinh nghiệm tất cả lịch sử dòng đời của nước Việt từ năm 1945 dài cho trước 45 luôn, ba mấy luôn. Thì ra tới hải ngoại thì những người đó sẽ biết chuyện gì đúng, chuyện gì sai, sẽ giúp những đứa nhỏ lớn lên bên đây, nó học vấn lên Mỹ, luật sư, bác sĩ, kỹ sư. Rồi nước Việt không đầy 3 năm sẽ rất là cường thịnh giàu có trở lại. Tài nguyên rừng là đốn hết, biển thì cũng chắc độc không ai được. Rồi ruộng lúa miền Nam
cũng không còn, xong rồi cũng không còn. Ngoài Bắc núi thì phá rừng. Cái quan trọng nhất là cái tinh thần dân tộc và cái đạo đức. Những đứa nhỏ Việt Nam bây giờ chạy theo những cái phù phiếm không à, những cái vật chất của ngoại ngoại, mà chạy theo trên màn hình ta làm gì có thiệt. Giỏi làm theo mấy thằng YouTuber trên mạng rồi thôi. Đó là rất là một cái thảm, gọi là cái đại nạn lớn của nước Việt là chỗ đó đó. Đứa nhỏ mà nó không có hiểu cái giận mà đất nước, nó không có lo giữ nước mà nó cứ lo đi giữ bồ với lo kiếm vật chất sao qua ăn sung mặc sướng. Thì thằng Trung Cộng khi chiến lược của nó đi thường á, đời Tập Cận Bình nó đi luôn tới đời cháu cố của nó luôn á, ngàn năm sau á, cũng phải chiếm nước Việt. Nhưng mà Thượng Đế không có để cho nó làm chuyện đó, cho nên chúng ta đang đứng đây nè. Đó là tất cả cơ vận bề trên đã sắp xếp sẵn hết. Hoàng Sa Trường Sa sau này á, là gần đây á, là khi chiến tranh thứ ba nổ ra, mình phải tự ra lấy lại ở bển á, quân đội Việt Nam phải tự ra ngoài để mà đem lấy trở lại. Chứ lúc đó nó biến loạn, nó không có còn trong nước, nó đã không có trật tự nữa, thì ở ngoài Biển Đông nó đâu có giữ nổi. Cái trận chiến nó sẽ như vậy. Nhưng mà hôm nay không biết bề trên có đổi không. Tại thường kiệt được những gì gọi là hồn thiên sông núi nước Việt. Trong đó thì có Đức Thánh Trần Đạo là vua nước Việt. Ở dưới đó muôn trùng những vị vua của đời xưa và những vị thần của đời nay. Mình nên nhớ mình chết mình không có hết. Mà khi chết á, mình muốn quyết định cái ngày mình chết mình làm cái gì và mình đi đâu, thì hôm nay là quý vị còn một hơi thở của thế gian á, thì quý vị nên phải tính toán thật kỹ nha. Đó là mình chọn cái gì. Khi cái hồn sắp lìa khỏi xác, nó chỉ nhớ chữ A Di Đà Phật thôi, chứ nó không có ngoài mấy cái những gì mình tập dượt hàng ngày đó. Mà mình tập dượt tiền bạc, mình tập dượt la hét, mình tập dượt giận lẫy con cái, mình tập dượt học sòn rồi đó, thì mình lúc đó mình giỏi mấy cái đó. Thì bây giờ đó là còn có thời gian để mình quyết định. Thì từ ở thời vua Thần Nông dài cho tới hôm nay, thì Kiệt đã sơ lược về câu chuyện của dân tộc của mình. Kiệt từ ở Bắc Cali xuống Nam Cali, nước Việt đó, thì mình có quê hương cũng không vô được. Thiên Long Sơn rất là đẹp cũng không vô được. Giờ mình ngồi ngay chỗ này. Thật sự Mỹ không có sợ Trung Cộng, cũng chẳng sợ mấy người Nga hay gì hết. Cũng giống như mình, người bình thường, mình hiền, mình có tiền, mình sống lịch sự. Mình có bao giờ mình đi kiếm một homeless hay mấy người xăm mình quậy quọn trộm cướp mà gây lộn nó đâu. Người ta không có sợ, NATO không có sợ Nga. Chẳng qua là mình không có đụng với mấy thằng liều thôi. Mình cho nó chết từ từ, cái bao tử nó đói tự động nó thua, đúng không? Mắc mớ rồi phải đi rượt chứ sẽ mệt. Thì cái chiến thuật của bề trên đi là vậy. Còn cái trong á, những cái ác á, nó sẽ đi xuống như thời Titanic. Nó sẽ chìm và mãi mãi nó không có nổi lên nữa, để trả lại cái trái đất này một thời vàng kim, một cái sự công bằng. Và những cái đạo đức của nhân loại từ từ sẽ trở lại gọi là lập đời thượng nguyên là hiện giờ vậy. Mình đang ở hạ hạ nguyên, là ở cuối cái đường hầm. Sau này những cái người mà làm sai, giống như bây giờ họ có quyền có thế, những cái đài YouTube nó cũng có ma quỷ trên nó tùm lum á, hãy coi cho kỹ. Những vị thầy hôm nay á, đẹp trai lên ăn mới lưu lót, phải coi cho kỹ. Sau này mà khi mà chế độ cộng sản mà không còn nữa, đưa những cái lý lịch của những người đó, thầy này thầy kia ra, giống như trước mắt mình thấy gần đây là có ông sắp cấp sửa sao vậy ông Nhật Từ, đúng không? Nhật Từ với ông gì á, thì nó từ từ vậy á, nhưng mà từ ông lộ ra như xả cái nghiệp vậy đó. Giờ trước khi cái bà Đồng Lửa Hương Hằng bà xuất hiện mà nói tùm lum, có ai biết trời đất gì đâu. Mấy cái vụ mà làm từ thiện ở miền Trung đó, đâu ai biết. Thì những cái
trong con người của mình đó mà, cũng giống như cạo gió cạo ra hết, bị chicken pox rồi bị bệnh đầu mùa á, mọc cho đã đi, rồi sau đó là tất cả mọi thứ nó sẽ trở lại lành lặn và êm đềm trở lại. Thì những cái người xấu ngày hôm nay á, mà nếu mà họ mà biết đổi tâm á, họ cũng đóng một cái vai đó nghe, đóng một cái vai ác á, thì tất cả đều là cái màn. Bây giờ về mặt tinh thần các thầy đó làm đau lòng Phật tử cũng nhiều, về mặt thần tượng là ca sĩ đó cũng làm thần tượng sụp đổ bể dĩa cũng nhiều, về mặt dân ở trong nước á, thì lại không có tin lãnh đạo không có tin đảng, đảng không có tin lãnh đạo cao, nghĩa là họ không có một cái gì gọi là một cái quốc gia nữa, mà tính theo từng nhóm. Nhưng ở trong đó Thượng Đế cũng cho một số những người đảng viên cao cấp xuống để từ từ để mà làm cho sạch sẽ lại, gọi là biến chất, rồi cho con cái của những người họ hải ngoại để học những cái khôn để về dạy lại cho cha ông. Bên đó nó cũng có nữa, chứ mình không có nói là hết cả đám nha. Ví dụ như con của Kiệt, con quý vị, con của một ông đảng viên đáng đây đông lắm, rồi hai đứa nhỏ này cứ để cho nó tự do làm bạn nhau. Nên nhớ mấy ổng để cho con qua Mỹ không bao giờ cho nó chơi con với mình á, nó giống như mình là ruột thừa vậy đó, không có đúng, cũng người Việt thôi. Mình là ruột thiệt, mình là một cái mầm mống tương lai sau này để mà gây dựng lại nước Việt, thì để cho tự do làm bạn nhau. Đó là trong tương lai như vậy, mình không còn hận thù nữa, lấy ân báo quán là chỗ đó. Còn cái rocket mà của Trung Cộng nó bắn lên á hả, em nghĩ chắc bữa nay trong dân nó cũng đói á, nó bắn để mà tạo sự chú ý náo nhiệt bên ngoài, để cho cái nội bộ nó ổn ổn lại. À thêm vụ này nó có nhiều người nói cả này anh lên chức sư phụ rồi ha. Xin lỗi không phải nha, là tại sao đúng không, là tại vì cái núi Thiên Long Sơn sau này á mà đức thầy mà xuất hiện á là Kiệt phải về Việt Nam với đức thầy, thì cái núi đâu có ai bảo quản đâu, thì mấy đứa nào mà biết tưới cây rồi biết dọn dẹp mấy chánh điện chảnh á thì nhận làm đệ tử vậy thôi, chứ đâu phải mình ham làm thầy đâu quý vị. Xin lỗi vụ này nha, mình không dám cao ngạo đâu. Mỗi lần mà gặp ở ngoài cộng đồng gì rồi cho điển vô cái này á, về nhà nó ngồi thiền mấy tiếng á, còn mẹ phải cho lịch vô nữa. Ở thời nay khi mà cái đạo Thiên Tâm này là ở tầng trời Đâu Xuất Thiên là của Phật Di Lạc là lần thứ nhất, xuống lần này á, lần thứ nhì, thì ở ngoài đó có tất cả các chư Phật, các chư Thánh, chư Thần. Khi ai đeo cái dấu hiệu này là ngày gia hộ. Ở Việt Nam có biết bao nhiêu chuyện ly kỳ về cái dấu hiệu này. Ở trên núi Thiên Long Sơn á cũng có dấu hiệu này. Tất cả cái chi gì mà khi hàng tỷ ánh sáng ở những tầng trời cao á xuống thế gian á là cũng nhìn cái dấu mà trên trời á, của núi, thì mấy vị cũng về núi. Khi cái âm thanh của Kiệt đọc kinh hay là nói này, Kiệt đều chia điển cho tất cả các quý vị. Những Kiệt ở thế gian thì người bình thường vậy nha, nhưng bên cõi kia Kiệt rất là có chức sắc, chức vụ cao, thì cả ma quỷ mà cỡ nào đi nữa thì nó cũng hơi nể mình chút, là vì mình không còn dính với thế gian nữa. Con người của mình á, nếu mà mình bỏ cái ngã đi á, mình cái số lượng mà 10 chết 7 còn 3 sẽ giảm nhiều lắm. Cái ngã là cái gì để Kiệt giải thích nha, tại nói tiếng đạo nhiều lúc ở ngoài đời không hiểu. Cái ngã là cái tự ái, cái mắc cỡ, cái e thẹn, cái gục rè và cái sân nữa. Cái ngã nó đồng thời những cái tự kỷ, những cái tự cao đều đi chung cùng một nghĩa chữ ngã. Không phải là, và cái ngã không có sự tìm tòi cái gì hay hơn, chỉ biết con người mình ngày nào sáng dậy chà răng rồi bao nhiêu cái chuyện ngày qua ngày, mình sắp gần đất xa trời cũng không biết á. Mà hôm nay cha xuống cho Kiệt nói, 3 năm nay được một số người hữu duyên ở trong nước Việt và ở hải ngoại hưởng ứng, cha mẹ rất là vui. Thật sự các vị gần với Kiệt lắm, mới cách đây hôm qua Kiệt cũng nói với mẹ,
rồi mấy vị cũng vậy, mỗi một cái chuyến đi như vậy á là không phải tự kỳ quyết định được, mà Thiên Long Bát Bộ bốn rồng ông bay đây nãy nè thấy à, là phải đi theo hộ động hết 36 tầng trời trển á. Khi Kiệt nói đây quý vị thì nhìn đây, nhưng mà ngoài xa xa biết bao nhiêu chư thần cũng đứng nghe nữa đó, chứ không phải là chỉ mình không đâu. Thì những người hôm nay đến đây ít nhiều á, giống như bác này có bệnh thì thấy rồi, bác về gán niệm Phật giùm con. Bác gán thì bác qua trong vòng qua 2 năm thì bác ok, còn nếu không 2 năm trở lại bác mệt á, gán về chỉ ngồi niệm Phật thôi. Cái đạo Thiên Tâm, để mình nói sơ về cái dấu hiệu này tại ở đâu mình có. Nó đã có từ trên trời hàng nghìn năm ở trển. Ở trên trời cũng cần đạo nữa nghe, chư thiên cũng cần đạo, mấy vị thần cũng cần nữa. Ở trển nhiều đạo lắm, đạo ma quỷ, đạo Atula, đạo thiện thần, đạo ác thần, ai mà giỏi là lập đạo trển, cũng y như mình vậy đó. Rồi cái đạo Thiên Tâm cũng xuất hiện từ trên trời. Bây giờ đạo Thiên Tâm sẽ thống nhất thế gian, thì cả hai cái, thì những vị mà thiện thần của Thiên Tâm ở trên trời cũng đang hạ phàm hết. Tất cả các chư Phật, chư Thánh đang hạ phàm cùng chung với chúng ta, nhưng mà mang cái thân người rất là khổ, mà ra được cái thân hình này mà nói ra tiếng nói càng khổ nữa. Nó trải qua bao nhiêu thứ thử thách, nhiều lúc các chư vị rất là bận, các chư vị nhiều lúc bây giờ quý vị thấy trên mạng, nhiều lúc tự nhiên cái một người đang bình thường cái nhìn thành người khác, đó là giống như là mì ăn liền vậy đó, là mượn xác để mà làm việc cho lẹ. Hey, cái xác tao mượn mày một chút rồi tao bóp nắng như kiểu Hoàng Yên vậy đó, rồi mình chia phước. Nhưng mà ngược lại cái xác là người thường, khi mà nhiều người bu quá, nhiều người ấy quá, cái bắt đầu dính tới đô la đó là xong ha, là nó có cái đó. Nhưng mà đa số hiện giờ tất cả những thiện thần điều chung với mình, càng đông chư Phật xuống trần kỳ này càng đông quỷ càng theo nữa. Ở ngoài không gian á, trong cõi vô vi á, quỷ nó cũng đang đấu với mấy thiện thần mình quá trời luôn, nhất là ở Việt Nam núi Cấm. Chút mình nói tại sao từ ở hồi nãy mình nói lúc đầu á, là ở Huế, Hà Tĩnh, rồi mình nhìn tới mũi Cà Mau, lý do tại sao là núi Cấm, lý do tại sao Đức Thầy phải từ bên Tàu, ngài phải đầu thai cho thành người Việt, tại sao Kiệt là thời người của cổ xưa Kiệt phải đầu thai vô miền Tây nước Việt, là vì cái núi Cấm á. Cái núi Cấm là một cái địa linh cực kỳ trên thế gian này, nó có cái cung đàn vàng địa ngọc ngay đó, mà hàng mấy nghìn năm về trước trong phim Phong Thần 1 á, các ác thần đang đấu đá ở nhau, rồi trong vô vi á, hiện bây giờ đang ở đó. Cho nên mấy vị mọi giá, những vị thần tiên đều về đó hết. Còn nguyên cái thế gian mình 7 tỷ người, hay Jerusalem, hay tòa Bạch Ốc, hay là cả Âu Châu đẹp, chả là cái gì trong các vị thiện thần, thần thánh hết á. Sau này núi Cấm sẽ là thủ đô của về tâm linh, nước Việt sẽ là một cái nước lãnh đạo về mặt tinh thần cho ở thế giới. Và tất cả sau đó đó, những nước mà không có đạo và những nước có đạo cũng từ từ hiểu à, từ đạo Công giáo hết trung học thì phải vô đại học. Họ đạo Công giáo họ không có hiểu là cái thần hồn chuyển thế từ thân này qua thân khác, thì họ sẽ học thêm, đó là Thiên Tâm. Họ cũng được bề trên cũng dẫn thờ Đức Chúa Trời, Đức Chúa Trời là cha đó. Rồi đạo Phật giáo thì rất là khó, cũng như tạo ra những vị thầy buông bỏ hết. Cho nên tại sao chọn Thiên Tâm ở giữa, nửa đời nửa đạo. Đạo Thiên Tâm tất cả các con của Thiên Tâm á, là ra đời thì phải hơn đời, tu mỗi giây mỗi khắc tu trong lòng, chứ không phải tu áo tràng hay là tu trong chùa. Mình ra đời một cái cư xử nhỏ nhặt của mình, giống như mấy đứa nhỏ tới đây thì ngồi dưới để mấy bác ngồi trên đại khái, đó là cái tu. Không phải tu cái hình thức, không phải tu đọc kinh rầu rào thuộc lòng ăn chay trường cả đời rồi đi khoe. Đạo Thiên Tâm không có cái đó. Bi Chí Dũng
lúc nào cũng phải song song, không có thể có từ bi mà không có trí và không có dũng. Đa số Phật tử Nam Cali, Bắc Cali và cả thế giới thời nay á, bi thì nhiều, trí thì cũng có, nhưng mà tùy theo cái trình độ. Dũng thì đa số là hiếm thấy á. Khi không có cái dũng á, cái ghế hai chân nó cứ ngã hoài. Hôm nay nghe anh Kiệt nói có lý, chàng mai chạy vô nghe mấy thầy kia dùng lấy cuốn từ điển ra nói cái hay quá rồi, mượn danh của Phật nói một cái là bắt đầu ngã lòng, cứ xìu qua yếu lại như vậy thì là không có cái dũng. Cuốn kinh là cái gì? Bây giờ quý vị không tin nó lật ra một đống kinh điển dịch của chùa ở đây nè, tên Thích Nhật Từ nhiều lắm ha, không tin thì coi thử, rất là nhiều sách thôi mà. Lời của Kiệt ngoài những cuốn sách của thế gian, lời của Kiệt từ đáy lòng, lời của Kiệt là lời dạy của bề trên truyền xuống. Còn những người con của Thượng Đế, con của Phật, ai hữu duyên thì hiểu. Mà nên nhớ Kiệt nói sai hay nói đúng, người đầu tiên mà đà quýnh kìa là cha đó, mẹ đó. Mỗi một cái câu, mỗi một cái gì Kiệt nói đây á, là tất cả trên cha mẹ nghe liền lập tức. Quý vị đang có mặt đây là tất cả cái gì cũng, ở trên cũng thấy. Tâm ở đây ai người xấu người tốt là được các vị gọi là cảm hóa. Thường Kiệt ngồi á, ở chỗ trống để cho mấy vị trên trời á, nhìn thấy. Trong cũng được cái nào mưa. Rồi bác nào có muốn hỏi con gì không? Anh Kiệt, chừng nào Thiên Long Sơn nó mở? Để chừng nào em hỏi chi bộ của lãnh sự quán ở San Francisco cho mở, em mở. Nếu mà mở được em đâu cần lưu lạc dưới này đâu, em ở một chỗ à. Sướng không? Mình có ăn uống, mình có restroom, mình có phong cảnh. Người nào lên lại thì lên lại, người nào ngồi chơi kia thì chơi. Còn giờ mình đi ngồi cứng nhắc cái chỗ này à. Cái này có phòng vệ sinh gần đây không nữa không biết. Hay là Phật nó bất tiện nhiều thứ lắm. Ừ. Kia mình vui hơn. Bên kia khí thiên nó tốt lắm, lên nó khỏe ghê. Khỏe. Dạ em được nghe trên YouTube của anh Kiệt thì em biết được là cái cảnh thiên tâm. Thì sau đó thì em cũng có được xin vô họ Thiên. Thì em cũng có đọc kinh và ngồi thiền. Thì có cái em thắc mắc á, thì anh chị thường hay nhắc tới là đi trí dũng. Thì đi thì là dễ rồi, nhưng mà em không biết mà khi mà ngồi thiền á, mình có thể tạo được trí và dũng không cho chị? Và cái cách nào để mà tạo được lại đi lại trí lại dũng? Dĩ nhiên ngồi thiền á, nó sanh ra trí tuệ. Trí tuệ nó sẽ sanh ra thần thông. Hiện giờ cái kiếm của chị bằng kiếm giấy, kiếm vô hình á. Thì chỉ rèn cái kiếm này riết nó thành thép. Kiếm vô hình đó, nó sẽ cắt đứt những cái vọng tưởng, những cái gì mà người thường làm không có được. Đụng tới những cái cám dỗ là khi mình ngồi thiền tu tập, mình có cái đó. Là tự nhiên dũng đi theo à. Cái kiếm của chị mà nó bén á, là cái dũng á. Chém bụp bụp. Thấy không? Sòn, không thèm ngó. Ngó một cái là ông chồng mới cày overtime sao? Nên cái kiếm này chị gắn rèn luyện đi. Để gần lên chị. Thì nếu mà em có chết đi và khi mà tới cái đời khác, thì làm sao mà em nhớ được với cha và mẹ? Thì cái đó là em cứ cầu nguyện hàng ngày để mà nhớ được về cha và mẹ. Như là có những cái kiếp gì đó, thì em xin anh chị nhắc nhở để mà em biết. Cha mẹ trời mình phải không? Dạ. Thì hồi lúc mà đầu tiên nhân loại biết được chân dung của Phật mẫu là như thế nào, người mà thấy được là Kiệt. Chỉ người thấy được chân dung của cha là Kiệt. Thì thấy cặp mắt của mẹ đó, tại những năm trước thì đẹp trai nha, không phải như giờ tóc bạc đâu, mười mấy chục năm trước. Thì cặp mắt của mẹ đó, cặp mắt cũng giống giống Kiệt đó. Cái người mà vẽ ra chân dung đó đó là không hề biết vẽ. Điển của mẹ vẽ vô á, mẹ nói con đầu thai vô hình người Việt Nam, mẹ cho một cái chân dung nhân loại của thời này để mà có cái đó để hiểu, để thờ phượng.
chứ người Tàu người gì họ cũng chưa từng được cái ân sủng đó. Chị thấy nước Việt mình có phước báo lớn không? Sau này nhân loại thờ hết tình cha mẹ mà nguồn gốc từ quốc gia Việt Nam, thì mình là phải nên hãnh diện từ ngay bây giờ. Mình là những bước đầu của mà những thế hệ sau á, của loan ra thế giới. Thì thời đó á, tại vì khi người biết thì không phải người thường, ngày nào á ngồi trong trong phòng làm việc á, cũng nhớ về thiên hết. Thì cái buồn buồn mà mình mẹ không có cho Kiệt gọi là tự do thần thông, có thần thông nhưng mà có cái gì khi mình cần thôi, cảm ứng thông mà thiên nhãn thông thì có, nhưng mà cái thần thông mà giống như cầm cái điện thoại mà tối ngày đứa con nít mình nhớ cha nhớ mẹ gọi hoài á, chảnh cũng bận chứ đâu chịu nổi. Từng vấn an hay là hai ba ngày vấn an hay là đi đâu xa vấn an thì được, quá không thì giả lại mình biết nhiều á mình sẽ loạn trí. Chỉ nhìn thấy gì có người bình thường hay người loạn trí vậy? Đúng là thế. Vì nếu mà mình ở hai thế giới, ở xung quanh Việt có rất là nhiều hộ pháp, những vị Rinpoche rất là cao siêu, có thần thông. Khi mà mình làm chuyện gì lớn á, mà một người mà sống hai thế giới như Kiệt ngồi đây thì Kiệt tiếp xúc với chị. Nhưng mà những người mà lỗi mà mở cửa, ngửa cửa mà ấy nửa nửa đó, thì ông má chạy tới bên nó thọt vô cũng giống rồi cái anh hồn quỷ nó chạy tới bên nó thấy nội mà chị đối phó đó, mà người thường ông thấy là nó không nội này điên đâu á chị. Chị không có đủ có lực để mình đi nói chuyện người đời, mục đích là mình nói chuyện người đời để cho người đời những cái con của mẹ để hiểu. Chứ mà nếu mà như những cái kiểu kia đó bảo đảm là không ai tin Kiệt á. Nên mình đừng có bao giờ coi thường những người bị này bị kia, họ tưởng không phải, là tại vì họ không có được những cái filter đó, còn Kiệt được những cái filter đó. Nhưng mà Kiệt chỉ bệnh được, Kiệt có 7 dòng hồ quan thiệt, và đồng thời Kiệt có tất cả các vị gia hộ đều là thiệt, họ hiện hữu rõ ràng luôn á. Ở trên đi Long Sơn á, cứ rảnh mà lấy máy chụp hình chụp là dính hoài á, mấy vị cứ đi dính trong hình hoài. Mắt thường mình không thấy, mình đừng nghĩ là mấy vị không có nha. Thì Bi Chí Dũng từ lúc đuốc đi, đó là cha mẹ dạy. Đạo Thiên Tâm là tu ở nhà và đồng thời cũng tu ở chùa cũng được. Chủ yếu là mình không có bị gạt. Tại khi mình bị mò, mình tôn sùng một vị thầy nào, rồi tới một ngày mình biết được chuyện ê trời của cái vị đó, mình sẽ rất là cực kỳ bị sốc, đúng không? Rồi mình bỏ cha bỏ mẹ đâu có được. Đó là ma quỷ nó muốn gì? Nó muốn chúng ta ghét Phật, ghét cha mẹ. Nó phải đóng vai như vậy. Nó phải làm cho mình không có chịu tu. Như những gia đình mà ly dị, con nó cũng không có chịu lập gia đình theo. Nó giống mẹ nó chán quá. Nó có những cái đó. Thì bên cái chiêu trò bên ma quỷ nó cũng y như vậy. Nó làm cho mình chán, chán Phật. Rồi Las Vegas hay là vòng vòng đây nè, tại sao nó làm nó làm nghe tiếng đã lỗ tai? Đó là âm thanh, đúng không? Màu sắc là gì? Trời, vô đó đèn màu nó chớp cái hình 3, 4, 7 nhảy lon ton. Âm thanh và màu sắc nó cũng như áo vàng và đẹp trai đầu chọc rồi vậy đó, đại khái cùng giống nhau. Thật gọi là âm thanh màu sắc. Khi mình dính vào mấy cái đó đó, gia đình con cái tiền của đổ hết. Cha mẹ dạy Thiên Tâm không có theo hình tướng, mặc bất cứ đồ gì, con mặc đồ vest hay quần cục áo thun, lời của con nói ra là từ chân tâm mới là quan trọng, lời thật mới là quan trọng. Còn nói theo lời ma mị hay nói theo kinh điển hay nói theo để cho lôi kéo cái số lượng đông nhiều đệ tử, đó là lời của ma quỷ. Chị không kéo số lượng đông, chị cũng không có muốn nhận đệ tử gì hết. Những người có hữu duyên ở nhận để giữ Thiên Long Sơn, rồi nhận giữ Houston, Thiên Long Giang rồi á, là gần đây thôi, cách đây và một thời gian gần ở bờ trên mới cho nhận. Tại vì trong cuộc đời của Việt hôm nay 50 mấy tuổi, chưa có làm chuyện gì thật sự gọi là mission từ trên trời xuống, chỉ là thao trường giật giỏ thôi, chỉ là đổ cái nền móng thôi. Thiên Long Sơn là một cái nền móng, núi Thiên Long Sơn
mà mình đã thấy hùng vĩ rồi. Núi Cấm mới là thật sự cái đô của Kiệt ở về bển. Rồi cái công ty làm chip, một cái công ty nó cũng như một quốc gia vậy, trong đó 500 người mà 500 người không có trình độ, trong văn phòng có cao có thấp, làm sao điều hành? Nó đánh lộn nhau tối ngày đó, nó cũng ăn hiếp rồi ăn gian rồi phe đảng, đại khái là nhiều tầng lớp, nhiều khu trong đó nữa. Mà điều hành được cái hãng nó khó hơn điều hành một quốc gia. Cái quốc gia mình không có lương á cũng phải làm, mà tao có học thức nói một cái là tao biết, quân đội nói một cái là đánh, mà không đánh tao phát lương mà sao á, sao không đâu có gì đâu, tao trả lương trễ. Còn nhân viên mấy thằng nể á, mình trả thiếu nó một giờ thôi, nó vô nó chửi liền, nó đưa nó giữa lên chửi chủ liền. Ừ, cho nên cái hẹn khó hơn cái quốc gia đó, cũng là thao trường vật võ đó. Mấy vị nói, mấy vị mới nói là bị trở ngại đủ điều hết, bị ăn hiếp đủ điều, nó làm khó làm dễ. Để cái lòng nhẫn nại mình chừng nào, chúng ta những người thích Thiên Long Sơn, để cho nó làm ra cái lịch sử, để sau này những người Mỹ họ biết họ làm sai đó, họ lại theo đạo Thiên Tâm càng nhiều. Tại vì trên Thiên Tâm là thánh địa mà. Đó là bất cứ một cái đạo mới ra đời đều có gặp trở ngại là những lý do đó đó. Nó không có suôn sẻ. Ngày đầu dựng mua đất đó 30 mẫu là chỗ mình thờ Điện Mẫu là 2,5 triệu. Bây giờ tiền mà luật sư với tiền giấy tờ đó, nó lên tới 3,5 triệu. Cái vô lý không, không có xây ra được cái gì chứ. Nội mà tiền vé, tiền giấy tờ rồi đi ra tò rồi đi tới lui mà 3,5 triệu vậy đó. Người thường sao chấp nhận được cái số tiền lớn như vậy để mà chi trả. Bây giờ vẫn còn tiếp tục. Cho nên mình nói khởi nguồn 30 mẫu đất đầu tiên 2,5 triệu, bây giờ thành ra 3,5 triệu tiền giấy tờ. Còn những cái đất sau này mà hãy nó bán gần gần á, kiện mua tiếp tục, thì giờ lên là 360 acre. Thì bây giờ sắp sửa đang trong acre, thêm 100 acre nữa là 460. Mình đang bị đóng cửa nhưng mình vẫn mua tiếp tục. Ngày xưa cái trái đất này là của Phật Mẫu nha quý vị, nó không thuộc gì của ai hết. Chị xuống đây chị gom đất của mẹ lại để mà cho lưu truyền sau này cho con cháu chúng ta người Việt có cái nguồn gốc con rồng cháu tiên. Ở trên đó mình thờ là Âu Cơ, Lạc Long Quân, rồi Đức Thánh Trần, Thánh Mẫu Liễu Hạnh, Đức Thầy, Phật, Thượng Đế, Phật Mẫu. Tức là cái nguồn gốc của mình, ai lên đó là sẽ nhớ về lịch sử, rồi sẽ có một cái ấm lòng xa quê hương. Thì Liên Thiên Long Sơn nó có cái nạn là để cho lưu truyền sau này. Tức là mình bị nạn nhiều chừng nào thì cái tiếng nói sau này nó mới lan rộng ra. Đó là một trong lý do về mặt vô vi. Còn về mặt đời thì mình nói là chi bộ, mình nói mấy thằng ăn hối lộ của mấy thằng chi bộ về mặt đời là gì. Đến thời điểm này, mỗi một cái thời khắc á, cơ trời thay đổi một chút chút. Tới thời khắc này bề trên á mới cho chúng ta đường đường chánh chánh. Ở trên trời á là làm việc cũng bằng giấy tờ nha, rõ ràng đâu giờ đó, như đọc sớ rồi viết thơ rồi đốt rồi gì đó. Cái chứng chỉ này sắp sửa mình sẽ có một cái trận cũng mệt á, không biết chết là bao nhiêu. Thì mình cứ tưởng tượng nha, hằng nghe nó là khỏi đầu châu, nó có NATO đè nó không dám bấm nút. Nghĩ mấy chú xì dậu bệnh dám không vậy? Với ngủ anh dám không? Mấy thằng Á Châu lì lắm á. Tuy là hạt nhân của nó dởm nhưng mà lỡ nó bấm mấy cái mình cũng mệt á. Thì mấy vị mới nói còn gắn khánh nữa nghe sắp sửa rồi đó. Thì bữa nay mình chưa thấy, mình thấy chỉ có 280 chiếc máy bay của con ủn nó bay lên thôi. Nhưng mà nó sẽ có đó. Tại vì dầu sao cái mục nhọt phải bể, dầu sao thầy Thế Nít cũng một lần giả biệt thế gian này. Tất cả những cái ác, những cái thể chế cực đoan, cộng sản, độc tài đều phải đi một lượt hết. Bây giờ mình cứ nghĩ thử nha, thằng Nga bây giờ là đã xong rồi, Putin là thân bại danh liệt rồi. Tại vì nó bị quê thôi, nó không muốn quê là vậy đó. Ha quá, nó quê đâu muốn quê, cứ đánh càng nhây mà đánh càng thua. Ông nhận không?
đừng ngu. Ví dụ người ta hạ ngã xuống cái đi, không đánh gần đánh gần luôn. Anh giờ thằng tập cho mình bữa giờ học được cái bài của thằng nghe rồi hơi ớn lạnh này, nhưng mà dân tạo trong 1 tỷ mấy nó cũng đang nóng máu rồi, đang lì đó. Thì trận chiến ở Châu sẽ có nổ ra mới gọi là kết thúc thế chiến thứ ba. Chuyện này con nói cách đây 4-5 năm rồi đó, phố Ô Sa xưa phỏng vấn. Chứ không đánh mình ngồi đây mình nói chuyện mênh mông, mình chuyện bao la hoài sao? Rồi bao nhiêu sấm cơ, bao nhiêu kinh điển, chẳng lẽ nói hoài là huyền thoại sao? Phải có kết thúc. Powerball bữa nay cũng 1 tỷ mấy phải không? À phải có sổ. À, mua chưa? À, tức là cái gì nó cũng phải có ngày có giờ. Ở trên chỉ không có làm một lượt, không có làm một lượt để mà nó hơi mình không có học. Nghĩa là phải có lan, có lớp, có từng, có tự để mình tất cả những bài học cho những cái thời Thượng Quân Thánh Đức á. Và dân mà sống ở thời vàng kim á, họ nhìn lại những cái lịch sử này thì họ mới sợ mà không có dám làm. Tính toán cỡ nào cũng không bằng ở trên tính đâu, bảo đảm luôn. Ờ, mình đừng có nên tính với ông trời. Cha mình sanh mình ra mà làm sao mà dỡ mình được. Dân Nam bây giờ đừng tưởng nó không nói mà nó là không anh hùng nha. Quýnh là quýnh thiệt không đó. Hồi xưa là công tử Bạc Liêu đó không à, rồi hát công tử, bạch công tử ngầu lắm á. Miền Bắc á là chỉ là nói lưu lót là doanh nhân, miền Trung á eo hẹp, biển á thì có ngay đó là lấy gì sống, gán học thành ra diễn nhân thì mới có một số diễn nhân của Việt Nam mình á, thời đệ nhất đệ nhì Cộng Hòa. Cái miền Nam tàn á, đầu óc vô tư. Vô tư là thánh, thánh nhân, thánh với dị nhân với danh nhân ai ngầu hơn nè? À, thánh nhân. Thánh nhân có tiền không biết xài. Ở ngoài kia là anh em nhau, bạn bè dữ mà phải nhau ra đường là nói bụp nhau liền á. Ở ngoài đó đúng không? Có chuyện rồi, bị còng số 8 vô tù rồi, đâu có ai cứu ai đâu. Đó là danh nhân là vậy đó. Thánh nhân mình không có chế trò đó. Tụi đúng mày, tao nói tụi đúng mày đó. À, báo trước luôn nữa, ngày giờ nữa. Hay là Phật. Ở đây á, tại mấy vị nói á, là thằng Ukraine, thằng ông Zelensky á, ổng có phước. Ông nóng da hề nhưng mà ông lại đấu với thằng cường quốc quá mạnh, học thức quá giỏi. Còn Việt Nam là NATO cứu, Mỹ cứu. Còn Việt Nam mình nghĩ mà khi mà Tàu mà nó đánh vô mình đó, trận chiến nổ qua bệnh ai cứu mình vậy? Dân của mình bây giờ sắp đói rồi đó, bà con mình đang đói đó. Mình không xin tô phở ai đi xin giùm mình? Mỹ đâu ngó đâu, nó phải để cho thằng kia dần ông Việt Nam mình một trận đòn. Mày ngồi xuống tao nói chuyện mày nghe, mày phải đưa 6 triệu chim hiền này về nè, tự do nè, thì lúc đó tao mới cho mày chút mì với bơ quá không. Con là không có số mệnh, con có thể ngay tức khắc này, hoặc có thể 200 năm, hoặc có thể cha mẹ mà chưa xong á, ở dưới này mà lì lợm quá á, là chắc con phải đi làm overtime. Nhưng ở đời này á, là khi trong một cái màn này, trong một kiếp này, tất cả hội Long Hoa phải khai mở Đức Thầy xuất hiện, thì lúc đó đó tất cả những gì kinh điển mà nói á, đều phải hiện hữu, phải sự thật. Thì lúc đó nhiệm vụ con cũng gần xong. Chứ còn bây giờ á, thì chưa, mới có thể khởi đầu thôi. Có nhiều người sáng đi cái anh Uber, ổng người Việt Nam ổng đeo mặt nạ mình không biết, ổng người Việt Nam nghe ngồi im re, ổng nhìn chứ ổng nhìn mình hoài à, nó tôi gặp anh ở đâu á, cái họ ổng quản họ á, anh chị á, ổng ghé mua cho mình có xôi còn nó sợ sao trên mạng tôi thấy anh giả quá, sao ngoài tôi thấy anh còn ok á. Tại trên mạng mình là quay lại điện thoại iPhone 11
đâu có gì đâu, nãy giờ quý vị cũng thấy á, mình đơn sơ thôi, cái tiếng nói mới là thật. Nam Bali nó có câu chuyện cái ông nhiều ông quan Stock tên gì ta, Nguyễn Hầu Quang á, bạn mình Đặng Hầu Quang là vua Stock ở đây đúng không? Hồi lúc xưa lúc mà xuống đây khởi đầu là ổng lên trên Thiên Long Sơn, ổng nói ổng có nhiều tiền, rất là nhiều, thì anh giúp tôi kiếm miếng đất giống như Thiên Long Sơn để mà tôi làm cái này. Thì lúc đó mình mới xuống thăm ổng, thì đi vòng vòng cả mấy ngày dùng nè kiếm. Thì có một lần đi vô miếng đất đó thì những vị đất chủ đất là mấy ông mọi da đỏ chết hàng mấy trăm năm đó không có đồng ý, và đồng thời không biết ông có thật hay giả, nhưng mà muốn hỏi ông đó, ổng là người hứa rồi kia là người sẽ giúp ổng làm. Nhưng mà khi mình mua cục đất làm cho Nam Cali á, không phải là mình muốn mua ở đâu mình làm đâu, mình phải hỏi chư vị bề trên nữa. Thì mình không biết câu chuyện này anh còn giữ cái ý chí đó hay không, thì kiếm Đặng Hầu An hỏi, ổng là người hứa mà. Việc nói chuyện này ổng nghe chứ đâu sợ đâu. Ờ. Tóc của tay xuống quá rồi. Rồi còn chuyện nữa. À mình là bạn ổng. Cái ông nói anh xuống tôi đãi anh ăn. Mình cứ nghĩ là đãi ăn, ổng kêu ông đóng YouTuber tới. Nhưng mà mình ăn thì mình phải có ơn có nghĩa. Thì chưa bao giờ một lời nào nói xuống người ta để đánh Stock nha. Chưa có, nếu có ai nghe thì làm ơn cho mình biết, chưa có xuống. Nhưng có những cái fan hỏi đánh Stock có bị tội hay không, thì mình nói cái câu này thì hỏi bề trên trả lời như vậy, là cái tâm mình khởi mà muốn lấy tiền của người ta đó thì là bị phạm giới luật của Phật với của Thiên Tâm, là tâm tham là có. Còn đánh Stock á thì là ở thời đại này ai cũng là Stock, mà Stock là cái dạng nó mới vậy, không có nói là có tội không có tội. Còn về mặt truyền thông á, Kiệt chưa bao giờ xúi ai đánh Stock hết. Còn dưới này á, mà nghe ai nói đánh Stock để mốt về giúp Việt Nam, cái đó là sai, Kiệt không có nói như vậy á. Mình có duyên một đời này cõi vô thường, đến ngày đến giờ á, lúc cái thần hồn của mình bay lãng đãng trong cái cõi ta bà này, thì mình chọn, nếu mình chọn vô cái nhà quá khổ thì mình sẽ mau thăng tiến về trời, mình chọn vô nhà quá sướng thì mình sẽ lộn tới lộn lui ba bốn đời. Thì lúc đó đó là tại sao những cái nhà sướng mình ở lại thế gian lâu thì do mình sự chọn lựa. Còn những đứa con có hiếu như em mà muốn làm gì để trả ân cha mẹ sanh ra cái thân tứ đại này, đó là cái chuyện bắt buộc phải làm cho tất cả chúng ta trước khi tìm cái chân lý là tìm Phật, tìm về trời, là cái chuyện thế gian bắt buộc. Dầu cho cha mẹ mình có giữ, có đối xử tệ với mình trong lúc cha mẹ mình tuổi còn trẻ bằng bột làm bao nhiêu chuyện sai trước ngại và có thể nói đem đến sự mất uy tín và xấu hổ của mình, đừng cho đó là xấu hổ, mình phải cho đó là một cái sự gọi là vì cha mẹ mình ngày xưa kém hiểu biết, kém học, và đồng thời có thể là chưa tìm được chân lý về cửa Phật thì làm chuyện sai. Hôm nay mình biết thì mình một con người mà cả ông La Sát giết 990 mấy người lúc mà Phật tại thế, mà giờ chót ngài cũng quay đầu cũng thành Phật vậy, tính giết mẹ luôn á. Thì hôm nay mẹ em 80 tuổi, mà giờ em có cầu khấn cỡ nào đi nữa đó, mà mẹ em không muốn về trời cũng sẽ không bao giờ về được. Và hôm nay nếu mẹ em đã ngày xưa ba không biết cửa Phật, hôm nay biết thì cũng là tự mẹ em phải về trời. Em là người trả giới bằng cách là đưa cuốn kinh cho mẹ đọc, kêu mẹ vô bàn thờ của quyền Phật, bàn thờ Phật lại sám hối, đó là em đã làm dữ rồi. Còn em xin là cũng không được, chuyện của người nào ra người đó, tiền trong mặt khao của ai của người đó đúng không? Không chỉ cái hồn làm tự chúng ta làm, bởi vì mới tự đúc đuốc đi. Còn mấy thầy nói là xin giùm, giảng sanh giùm, cầu siêu giùm, cả mà ông cả chết gì đâu mà ông đâu biết đâu. Bởi vì hồi ở Thiên Long Sơn có một cái người đạo ông giáo cứ nói là mấy ông cha, mấy đức hồng y hay cái đức giáo hoàng cứ khấn cho tất cả các con người ông giáo về trời, cả mấy ông chết mong đợi địa ngục còn không biết, thì làm gì mà mấy ông có khả năng để đưa người về trời được. Nếu mà làm được vậy thì thôi á, về trời đưa một đống mấy cái người mà gọi là được lót bì cho ổng cái là về trời hết rồi, quậy nát cái thiên đình sao.
không có chuyện đó. Quý vị có thấy đúng không? Tự mình phải thay đổi từ ở đây. Mình vô học, dưới này là giống như mình lớp học, mình phải đạt điểm trên trung bình chút DC đi, bi trừ cũng được, thì mình mới về. Ở dưới này FFF không thì làm sao mà về. Thì về mẹ em á, hôm nay có đạo Thiên Tâm tu tại gia, về với cha trời mẹ đất. Và cái đạo này á, rất là do đích thân cha là Thượng Đế, anh là con của Ngài, là xuống đây để mà dùng cái thân người để nói ra tiếng này, để mà báo động cho nhân loại. Đó là sự thật. Thì nếu được thì cứ kêu bác cứ giữ 12 giới lực của Thiên Tâm á, nhân cái giới thứ nhất là nhân lợi nghĩa chí tính, làm được cái đó thôi. Rồi giới thứ 12 á, đọc kinh ngồi thiền mỗi ngày nửa tiếng thì là được về trời lấy họ Thiên. Rồi em không có làm gì được chứ, dầu cho mẹ em có mất nữa, đọc 49 ngày hay là 490 ngày đọc hoài á, mà ông bà không có đủ phước, không có biết tu cũng không có đi được. Mình không có tu dùm được nha. Mình chỉ làm theo cái hình thức để cho có cái lễ nghi của Phật giáo thôi à, chứ không ai tu dùm, không ai cầu siêu dùm được chứ. Thế gian này chả có thiết gì mà thay đổi dân mệnh, chỉ có Tam Đại Tạng Kinh của Đức Phật và bỏ hết mấy cái lậu hoặc tham sân si mới về được, chứ không có triết lý, không có thiết cái gì chứ. Mấy cái đó chỉ là mấy cái xuồng thôi, chỉ đi qua xong thì mình cần xuồng thôi, nhưng mà đó là tự tánh của mình đó. Ở đây ai mà nói là tôi có cái khóa thiền tăng năng lượng này, hay là ngồi thiền kia, hay là kiểu mấy ngày gì gì đó, không bao giờ. Chỉ có cái thiết là buông bỏ và tự tâm mình là hành Phật thôi, chứ không có thầy nào mà giúp mình hết trơn á, tự mình thôi à. Thiết địa ngục thì có. Hôm nay mình có bạn, có nhóm, có đàn đông vui. Nhưng mà khi mình chết là mình solo có mình, mình cô đơn lạnh lẽo. Rồi lúc đó cái tự ái mình sống là có nhiêu, mà khi mình chết tự ái nó còn bự nữa, là tự sao? Sao bữa nay con mình nó ăn gì nó cũng không để đũa mời mình. Rồi chưa nói nữa, mình để saving cả đời được có chút tiền, bữa nay nó lấy nó làm tầm bậy, mình la nó đâu được, tưởng đâu nghe được mình nói gì đâu. Thì cái khi mình sống mình có khoảng 10 cái quyền tự do, khi chết chỉ còn có 1 hay 2 à. Còn nếu mà mình muốn không có bị những cái bức xúc đó, bị sốc đó dở trong cái cõi cõi này là cõi thế gian này trà trộn với người đời á, gọi là cô hồn cát đảng á, thì mình nên biết tu tập. Mình nên biết tập cho cái lại gia thức mình đây nè, nó có một cái đường đi, đường đi của nó. Thế nghe là ok, khi mà mình biết mình đã ra trường rồi, chết tức là ra trường đúng không, thì mình phải đạt cái điểm cao chút, đừng có bị ép. Bị ép là mình đọa địa ngục, bị đi là bị điểm đi là tệ tệ, là bị làm súc sanh, si thì đầu thai lại làm người nghèo, nghèo hèn, biên cương lãnh địa đại khái, gán là ê đi, đi về luôn lượt. Thì có một nhân viên tên là ông Trần Kim Quang đó, ổng là chủ tịch hội Kiên Giang của Bắc Cà Ly. Thì ổng là nhân viên của hãng con. Thì 4 giờ sáng ông đi làm, thì ông thấy nguyên ông làm, chắc ông quên hay gì không biết, ông quên biến không, ông hiện nguyên luôn. Cái body của ổng, thân hình của ổng bự bằng này nè, mà ổng bay từ trong đó mà bay lên trời á, là khoảng ông này đếm khoảng gần 1 phút mới hết, lớn dữ lắm, là hiện nguyên hình luôn. Đó là có một lần. Rồi, lý do là cái ông này á, ông cũng có cái duyên với ông rồng mình. Tất cả các ngài muốn hiện nguyên thân cũng được, hiện ra mây rồi thường nữa, ông bỏ ông đóng hình chảnh. Rồi các ngài rất là hiện hữu. Tại vì thời nay trong kinh Đức Thầy có nói, ai có phước thì thấy rồng phụng trên mây. Thì Phụng Hoàng mình thấy Sài Gòn rồi đúng không, rồng thì mình thấy Thiên Long Sơn đúng không, Nam Cali mấy vị cũng đang đây nè. Đó thì đó là chuyện bình thường. Còn chuyện mà nguyên hình thiệt là nó trái với luật của vũ trụ, không có được. Trừ khi nào
trừ khi nào là cần thiết mấy vị mới xuất hiện. Nhưng mà khi con ở đâu á là mấy thiên tướng với mấy ông rồng đều xuất hiện hết. Tại vì trong chúng ta ở đây á, nó cũng có những người nhiều lúc á, họ muốn hại xác phàm con á, là họ nhập vô tâm của một người, họ quậy của ông chừng. Hồi xưa Đức Thầy xuất hiện á, thần thánh Phật, Đức Thầy là Phật không phải là thần thánh nha, mà bị dân miền Tây á, cũng xỉa số ngày đúng không? Con không có dám xưng lại gì, nhưng mà là nhìn cũng hiểu rồi đó. Đây nè, mình cũng bình thường thôi, thì thăm gì được rồi. Còn thăm ông Rồng, ổng hiện thiệt á, ổng là ổng thuộc dạng đồng lửa. Người nào thành tâm á, khấn đều được. Ở đây có ông Trần Quang Đại, ông thấy hoài, không biết ông nói thiệt hay giả không. Nhưng mà cái chiêu trò này á, phải có ít nhất 10 minh dương ra đời, 10 minh dương giả ra đời, phải có 30 Phật Di Lạc giả ra đời ở cái thời này, và đồng thời á là phải có 20 triệu người đeo cái dấu hiệu này, thì mọi chuyện nó sẽ lập hội long qua. Thì bây giờ mình có đầy đủ hết rồi. Ở đây cũng có minh dương giả quá trời, kêu ông ơi nói chuyện đi em, nhiều lắm ở đây, nhiều lắm. Nhưng mà cái quan trọng nhất là là mình phải có chánh kiến. Cha mẹ với chư Phật dạy con nói lời cho quý vị nghe là con cứ dạy cho họ, mỗi người phải có chánh kiến, phải sự phân biệt. Ma quỷ nó nhiều chiêu trò và nó mưu mô cao siêu lắm, mình khó mà mình không có chánh kiến, mình khó mà biết được cái nào là thật, cái nào giả. Xin chào sư. Dạ, trong 12 giới là con giữ không nổi 12 giới, được 12 giới là siêu rồi, chỉ cần giữ giới đầu tiên đã được về trời rồi. Nhưng mà ở giới thứ 12 là đọc kinh ngồi thiền á, khi mình làm được cái đó là tự động 12 kia đi theo. Cho nên mình làm gì làm cái số 1 với số 12 á, mà đừng có lơ là, thì tự nhiên mấy cái kia nó chung rồi. Thì cha mẹ cho vậy mà. Nhưng mà lâu cũng phải đi chùa để mình biết cái những cái không đúng của thời nay, rồi mình mới thấy cái hay ở bề trên dạy. Mình phải đi ra đường, mình có sự so sánh. Đi một đàn chàng học một sàng khôn mà xuống Nam Cao Liên cái là quá trời luôn. Ở thời nay á, ở Việt Nam á, nó chuột ngải Comerton bùa ngải nó đem Nam Cao Ly, Bắc Cao Ly, Houston quá trời. Cho nên khi Thiên Tâm ra đời á, những cái này á, nó không còn làm được nữa. Thì cái 12 ngồi thiền mà hộ chỉ bắt ấn tam muội đó, và ngồi thiền mình có chánh kiến đó, và những người mà lỡ như mà bị trúng chưởng của tụi nó đó, là nó có những trạng thái này, quý vị phải để ý nha. Nó làm cho mình lazy, làm biếng, làm lơ, rồi nó làm cho mình nóng giận bất thường, rồi nó làm cho mình thường ngày ôm cháu ngoại và con mình nó hung đã không, bữa nay mình hung hơi thôi, không cho có, để cho đừng có ấy thôi. Cái ngày mình giống như đi mộng du vậy đó. Đó là những triệu chứng mình bị trúng bùa, trúng ngải. Còn muốn hết cái này á là phải ngồi thiền, đọc Lăng Nghiêm. Lăng Nghiêm đọc chừng 3 đệ thôi là xong. Rồi mỗi buổi sáng trời nắng này nè, ra công viên hay đâu á, thì ngồi đẩy ra nó, mấy cái đó nó cũng như một luồng khói thôi. Mình hút vô, mình đẩy khói ra. Tại vì buồn ngải là khói, ma quỷ là khói, những cái dơ trong người mình. Nhưng mà khi ánh mặt trời á, là khí dương á, sẽ từ từ hết lại. Ấn tâm muội bác nè nè, đúng rồi đó, cho bác này thành Phật luôn rồi, quá hay. À, tại vì khi có phụ nữ mà ngồi thiền bắt cái ấn này á, để cho mấy ma quỷ nó đừng có tới nó phá. Phải công thức của con, mà khi cái công thức của con á là có nghĩa là ở trên đã certified rồi, cũng giống như chai nước này đã được bộ lương thực chấp nhận nó là nước tốt uống rồi, thì mấy cái gì cũng sẽ gia hộ theo cái công thức này. Một người mang kiến thức, mang đô la ở Mỹ mình không biết gì, nhưng mà ít nhất cái căn bản của tất cả chúng ta, tuy chúng ta không cần phải học đại học hết đây, nhưng mà mỗi chúng ta qua thời gian nó không có đủ giờ đi học, thì mình làm nghề này nghề nọ, điện tử neo, nhưng cái căn bản tệ nhất á là cái cuộc sống của Mỹ, biết cái tiếng nói tự do công bằng là như thế nào, đúng không? Chỉ cần bao nhiêu thôi,
là mình đi về cái làng của mình, cái xóm của mình thôi, là mình cũng đã dạy được một đống người tự do, công bằng và có cuộc sống rất là chan hòa rồi, thì cũng là một cái nhiệm vụ. Chứ không phải có nghĩa là những đứa học giỏi hay là có bằng bachelor degree ở đây mới có thể làm được chuyện đại sự, thì chuyện của nó cũng làm chuyện lớn hơn. Còn mình á, cái căn bản thôi, 6 triệu người về bản thôi, là sẽ làm cho tất cả mọi từ thôn quê với thành phố sẽ thay đổi rất là lẹ, với điều kiện là phải đi về bản một cách tự do, ra phi trường thì phải xuống, không có bị mấy cái vali, không có bị gọc á, rồi không có bỏ tiền rồi đó á. Cái đó phải thay đổi thì 6 triệu về lẹ lắm. Kiều lúc nào cũng tuân lệnh Đức Thầy, kêu mọi người chuẩn bị sửa sạn về á, hả, sắp sửa cuối năm. Bữa hôm nói là trăng, bữa nay mình tính theo tuần đi, rồi sắp sửa tới ngày rồi đó. Qua cái bầu cử hạ viện ở đây là còn mấy ngày nữa, bây giờ tính ngày đi. Bây giờ thử mấy ông Cộng Hòa lên, là thằng Trung Cộng nó quýu đuôi lên rồi, đúng không? Là tại vì chích cha tụi nó còn có 3 ngày, tao phải đánh Đài Loan chứ. Biden á, nó không có dám làm gì tao đâu, nó mà làm là tao đưa hết bằng chứng cho mấy thằng Mỹ. Thì khi mà tao vô tao lấy Đài Loan rồi, tao đóng cửa lại, tao bỏ thằng rào sắt xuống, là chuyện là nhà của tao rồi, là chuyện đã xong rồi. Trung Cộng mà nó mà đánh một cái đâu phải là Nhật hay là NATO để yên nó đâu. Bây giờ em có cái nhà, ok, em có một cái phòng mà em để 3 người ở, vì người nào là chủ phòng, cho nên phải thờ riêng, chủ quyền phải thờ riêng, chủ quyền mình rất là thấp. Phật thì dưới cha mẹ thờ chung cũng được, nhưng mà phải dưới hình cha mẹ. Nếu mà cái công thức á, mà để cha mẹ trên cao nhất là đúng, nhưng mà chủ quyền mình là rất là thấp, cho nên phải bằng thờ riêng. Tại vì mỗi lần á, mình đám giỗ mình cúng đây, mình không cúng trên cũng không được, cho nên Kiệt đề nghị là riêng hết. Mỗi người cho người ta một phòng, tự nhiên dồn cho một phòng 3-4 người kiểu này, lúc nào để Phật thờ cũng dưới cha mẹ. Có nhiều người nói cái đạo hồi sáng hình như có ai nói cái này là mới, đối với chuyện nó không phải là mới, nó lưu truyền hàng nghìn năm, từ ở thời vua Thục Huy, vua Thần Nông thời xưa rồi. Rồi qua tới nước Việt mình mà ảo ảo ông bà mình còn nhớ, chỉ là lại ông trời, lại cái lon sữa bò. Nhưng mà thời xưa làm gì mình biết được là có chân dung của cha mẹ. Thời nay hiện đại cha mẹ xuống thế gian cho mình chân dung, thì mà ông bà mình ở lại hàng 90.000 năm rồi. Ông trời, cha trời mẹ đất đã lưu truyền trong nhân gian từ đời này sang đời nọ, nên thiên tâm không phải là mới, chỉ là mới với mình thôi, cho nên để riêng đi. Ở đây á, Kiệt đã từng tiếp xúc một lượt ba vị đang lo cho cái quả địa cầu này, đó là ông Hoàng Đế Công, là vua của nước Tàu, bên cổ vô vi nha, vua nước Việt là ngài Trận Đạo, rồi vua của nước Mỹ là ông George Washington. Thì có một lần Kiệt họp với ba ngài thì mới biết là ông Quan Công á, ổng cũng giống như ông Trận Đạo vậy. Đừng có nghĩ là ổng là người Tàu mà mình không tôn trọng ổng. Ở bề trên nó theo cái chánh nghĩa thôi, tà với chánh thôi, chứ bề trên không có phải mình thế gian á, mình cứ nói ồ thờ ông Quan Công mà thờ người Tàu nó làm bậy, phải nên thờ ổng. Ổng là thần do cha thượng đế ấn định ổng, cho nên ba ổng là còn ma quỷ mà nó đầu thai vô cái quốc gia đó là của người phàm mình, đó là nước Tàu, nước Việt. Rồi mình mới nói là tại sao ổng là người Tàu mình thờ, cái đó là do mình không có cái nhìn xa. Còn kia là nói chuyện với mấy ngày là chánh á, còn tà là Atula với Satan là thiên ma, nó là khác, nó đầu thai vô tập chứng bệnh á. Hơn chú chỉ hồi lúc mà chú Việt Nam chiến cuối cùng 2014, cái trên San Jose có cái miếu ông Quan Công á, trước khi cái chuyến đi về đó, chú ở khách sạn Caravan ở ngay đường Nguyễn Huệ, đó có tượng Hồ Chí Minh đứng ngay đó. Cái chú xuống thấy ngon ngó, cái mấy ông thiền tướng cũng đồng lắm,
cái chú ấy dậm chân bụp 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 ba cái mà ông hiện về trước mặt. Em nói ô cái tượng này xấu quá, lấy xuống trước ngày. Em nói ngày luôn cười cười mấy ngày đó sẽ lấy xuống. À thầy có cái đó là có, nhưng mà thần thánh nói là làm thiệt đúng không? Thì là cái tượng mà ngay chỗ đường Nguyễn Huệ, quý vị có thấy ngay chỗ đó có cái tượng á. Thầy kia đó dậm chân đó ba cái chân này dậm là hiệu lĩnh á. Thì sau đó cái mình mới đi về Mỹ. Thì cái mình mới tới là miếu quan không. Cái mình vô cái mình nói chuyện với ổng. Ê ngại, cho mấy con cháu của ông trả Hoàng Sa Trường Sa lại cho tôi đi. Ổng cũng hứa trả luôn á. Hai đó kia đó làm đó. Cuộc đời của chúng ta là một giấc mộng rất là dài. Còn cái giấc mộng của con chỉ là một đêm thôi. Còn cái giấc mộng thật sự mình là đang trong mộng nè. Chú đang đứng đây chứ chú biết được cái tương lai của cái này như thế nào và tương lai của cái vũ trụ nó đi về đâu. Mấy vị có giải thích. Nó cũng như phim Time Travel vậy đó. Thì tất cả chúng ta ai cũng sẽ thành Phật hết. Mà người thành Phật sớm thì hôm nay giật mình nghe lời chú sớm. Còn người thành Phật trễ là những người e dè ái ngại và không có chịu tìm hiểu và xin tạc xin xỏ. Thì những người đó đó thì phải chờ tới 1000 vị Phật xuất hiện thế gian này mới thành Phật. Cứ mấy chục nghìn năm mới có ông vị Phật xuất hiện thì phải chờ hết. Thì con nghĩ thử bao lâu. Cũng giống như ba người mà cái ngã cao á, ba đệ tử của Phật mà uống rượu say phá giới đó. Cái người mà thành Phật lẹ là cái ông con xin lỗi Phật, con phạm giới, ông đó lại thành Phật lẹ nhất. Còn cái ông mà nhậu say á, mà bẽn lẽn Phật, ôi con không có xỉn, con không có say, con còn nói chuyện được. Cái người đó là cứng đầu đúng không, cái ngã lên. Tức là có lỗi mà còn giả bộ nói mình không có lỗi. Người đó là 1000 vị Phật xuất hiện mới thành Phật. Hôm nay anh nhận em làm đệ tử. Khi mà cái cõi ta bà này có rời khỏi xác phàm thì cũng sẽ về trời. Vô nhận một đệ tử mới có duyên á. Tại con có duyên với thụ nhận con. Để mà khi con có đi á, không có bị lạc. Tại vì cái luồng xói đen á, nó lớn lắm. Nó xói cái hồn mình đi, đi mất tiêu luôn á. Không có biết đường về á. Cha trời mẹ đất. Cha là cái chiếc khung của mình. Tại mình nói một cái danh từ rất là dễ hiểu. Là cái chân linh thì nó hơi khó hiểu. Cha là cái chiếc khung của mình. Mẹ là cái chân thần của mình. Cái chân thần là cái bóng, là cái bóng ma đó, là chân thần. Cha mẹ thế gian là cho mình cái thân hài của con người. Thì mình có hai cha mẹ thế gian và cha mẹ trên trời là vậy. Mà cha mẹ nào là vĩnh cửu? Cha mẹ trên trời. Tất cả các người ở đây cũng là cha mẹ của anh đó. Anh cũng là cha tôi luôn á. Hiểu? Lỡ có một kiếp nào đâu. Tại tôi lưu lạc ở dưới này gần 9000 năm. Từ thời xa xưa không có loài người trong trái đất. Rồi tôi nhận lệnh của cha dìu dắt tất cả những đứa con rồng cháu tiên đầu thai đi chung với giống như cá vậy đó. Mình phải đi chung cái luồng nước. Rồi đi bây giờ đi xuống Nam cùng với sư phụ là Đức Thầy. Từ bên Tàu sang bên Việt. Rồi cũng phải mang thân người để mà dìu dắt giống dân Việt 6 triệu người trở về quê hương, để mà lập lại cái đạo và làm một cái thánh địa trong tương lai. Ở thế gian này bây giờ tất cả những tà ma Atula nó xuống thế gian lập đạo nhiều lắm. Bởi vì chỗ nào có Phật chỗ đó có quỷ. Tại sao mình phải ngồi mình thấy tức cười chỗ này. Trên thế giới này tại sao không có nhiều chuyện tâm linh xảy ra ở nước Mỹ đi, bên nước này nước kia đi, mà sao thấy Việt Nam núi cấm nhập đồng nhảy cà tưng hoài quá trời á. Thì tại sao không có một thiên tướng kiệt khắp thế gian bên Âu Châu hay này kia nói những cái chuyện mà khủng khiếp sắp xảy ra, nói đâu chúng đó đi. Tại sao lại là mang tiếng Việt mà nói tiếng Việt?
mình mới đặt nhiều câu hỏi. Người Việt có đại hồng phước, đại hồng ân, đó là không phải lời Việt nói, đó là lời của ngài George Washington với ngài nữ thần tự do của Mỹ nói. Hồi xưa mấy ngày về nói chuyện với Kiệt, hồi nước Việt nhỏ bé, sao mà Đức Chúa Trời ban hồng ân lập ra cái đạo Thiên Tâm, rồi lại cho các ngài đầu thai thành người Việt. Nước Mỹ tuy bề ngoài, bề hiện tại vật chất là một cường quốc về vật chất, mà lại không có những ân sủng đó, ổng còn với phong bì, thì tại sao mình không biết trân trọng? Thật đó là sự thật á. Rồi anh hỏi là chiến tranh thứ ba có xảy ra không? Yeah. Trung Quốc nó ăn hiếp mình hay không? Yeah. Bây giờ Trung Quốc á, đảo của mình Hoàng Sa nó xây căn cứ quân sự của nó ngoài, nó lấy nước mình rồi. Nước của mình lại thuộc nó 80-90% kinh tế. Bữa nào nó hứng nó không có cho mấy cái xe tải chở hàng qua biên giới là mình đói. Nó đã lấy nước mình rồi, nó đem ra một đống chất độc bỏ chợ Kim Biên Sài Gòn, rồi nó làm gạo mà gạo giả quý vị thấy không, nó cho dân mình ăn là nó đã giết dân mình rồi, là nó có quyền, tại vì nó đã lấy nước nó có quyền. Anh nên nhớ là tất cả thổ thần thổ địa và những cái vị vua của mỗi quốc gia mới là làm chủ một cái mảnh đất. Cũng giống như bây giờ anh đi vô mua căn nhà, ông thổ địa mới là chủ nhà chứ không phải anh là chủ nhà. Thì những người con ở trên trời, những người mà có lực cao, người ta chỉ cần nói ok, thế hệ sau chia 5-7 của Trung Cộng là sẽ trả Quảng Châu, Quảng Tây từ sông Dương Tử xuống lại cho 100 bộ lạc nước Việt. Nếu mà tôi đi họ, tôi đi đòi lại đất kiểu đó, anh nghĩ mấy ông thần trả ha không? Tôi xin cha, tôi xin Thượng Đế, xin Phật. Mấy vị trên mà đồng ý cái là tự động mấy nhóc ở dưới này nó trả liền à. Thế là cái xác phàm thôi, anh mua anh lập trình thế nào chạy như thế đó thôi. Nhưng mà hôm nay Việt Nam lập đạo Thiên Tâm, tôi đầu thai làm người Việt Nam, sư phụ là Đức Thầy là làm người Việt Nam. Và anh không có nắm hết cái Ngô Tuấn Kiệt hôm nay xuất hiện là cho mọi người chân thiện mỹ và biết về tâm linh. Trên đầu mình ba tấc là có các chi vị có rất là hiện hữu, thì sẽ lấy lại hết bất chiến tự nhiên thành. Nếu không chẳng trình ổng đi nó lát mình chi. Mình học thuộc lòng có 500 năm rồi, không lẽ Đức Thầy là Phật ngài đi làm sáu quyển sấm cơ ngài gạt mình làm gì? Cơ vận đi hàng nghìn năm chứ không có thể nói là đi là trăm năm được. Cả Kiệt đứng đây ngày hôm nay, cơ vận là trong bao nhiêu kinh của Mỹ nó cũng có nói là đã hàng ngàn năm rồi, làm sao thay đổi được? Chỉ có thay đổi được là những giây những phút giờ chót trước khi mọi chuyện mà xảy ra đến tánh mạng của mình á, hồn lìa khỏi xác á, trước COVID-19 quá trời náo nhiệt đông đảo, hôm nay đâu còn nhiều người nữa. Mà nếu mà họ chịu tin Kiệt thời đó đó, có phải những người đó được cứu không? Hôm nay thì quý vị đứng ở đây ngồi ở đây nghe Kiệt nói, và khắp năm châu ở nơi nước Việt cũng vậy, có nhiều người người ta bắt đầu người ta hiểu thì là được cứu. Chỉ là tin trước thì mình giữ cái mạng, tin sau mình giữ cái hồn xác của mình thành khúc củi rồi. Dục trời nó chất như đấm vậy đó, cộng thêm mấy 400.000 cái que đó, không bệnh nó cũng cho mà vô cái đám bệnh nữa. Cả ngày hôm nay mình không có đeo mặt nạ đó là anh biết cũng nhờ ai không? Tôi cũng khám chạy ở đầu gói á, là hết COVID là thiệt rồi đó, là tôi nói gì là có cái đó mà. Cả 40 cây số mà xe tăng của Nga mà nó đánh nó chiếm không nổi Kiev những trong vòng mấy ngày đầu á, cũng là tôi khấn á, tôi mới kể công. Nhưng mà đó là sự thật, tại tôi nói để cho mọi người phải hiểu. Tôi xin nhiều chuyện động trời lắm. Cả ông Trump và Đảng Cộng Hòa hôm nay thắng nè, là cũng là ai? 10 năm tuổi thọ của tôi á, đi Đức cho ông Trump, ổng làm một chuyện sai với bề trên á, mà tôi xin cho ổng. Ở kia đó, ổng làm sai một chuyện mình không có dám nói ở đây.
tại ông nhảy dù xuống cùng đồng đội với mình, nhưng mà ông xuống đây ông giàu á, một thằng này tỷ phú, một thằng này đi bỏ báo 10 năm tuổi thọ cho ông Trâm quay lại hôm nay thấy làm sao? Xua. Ổng quay lại không, mình nói là cái đảng không quay lại, còn ổng mà quay lại 100% hay không á là theo cái góc cạnh bề trên ông nói chính xác, nhưng mà là góc độ của mình nha, tại cái đám thổ tả này nó tính thì dấu ngã với hội nó chửi mình dữ lắm. Tới ngày hôm nay mình sống được 3 năm mà không có bị thổ tả nó chửi nhiều á là quý bác phải hiểu, con cũng mặt dày lắm mà con cũng nói trúng không á, chứ nó tầm bậy làm sao sống nổi tụi nó. Không quay lại á. Dạ thưa chú Kiệt, con làm như thế nào để mà xin cái tuổi thọ lại cho chú, bởi vì chú là một người rất là tốt, rất là có hào quang và sẽ giúp đỡ được tất cả cộng đồng. Thì cái thời gian mà chú sống càng nhiều ở thế gian này thì mọi người lại càng có nhiều cái cơ hội để mà quay trở về trời. Thì con không biết con làm như thế nào để mà xin lại cho chú. Cảm ơn. Bây giờ xin năm tô phở được rồi. Sắp sửa xin phở, xin năm tô phở trước. Còn lúc mà lúc mà Việt sinh chồng Trump á, thì ở trên mạng á, trong nước Việt ta thương Việt nhiều lắm, là mỗi người bây giờ dư lời luôn. Bây giờ nếu mà muốn sống mà sống mà tới 300 tuổi á, thật sự nó chán lắm. Thiệt, tại vì mình đi không được, ăn vô gì phải ngó rồi nó có lên đường lên máu không nữa. Sống không phải là chuyện tốt. Nhiều lúc Kiệt không còn cái sát phàm á, Kiệt còn đi độ mấy vị còn dễ hơn á. Cũng giống giờ, sáng thì thức dậy, nhưng mà tối Kiệt ngủ Kiệt chiếc hơn rất là nhiều người. Thì cũng là một dạng đó. Còn cái tuổi thọ mà sinh á, thì thật sự lúc đó chấn động cả các tầng trời. Thì cha mẹ đó mới nói là con có cái tâm như vậy, cha mẹ chứng, cho nên ông Trump hôm nào quay lại á, chứ ổng làm một chuyện cũng có sai lớn đó. Và đồng thời ngược lại, mỗi một cá nhân của mỗi người thương Kiệt, có đứa cho 1 năm 2 năm bây giờ cộng lại mà trên mạng Kiệt có số điện thoại á, cộng lại quá trời luôn. Like ơi, đầu tư quá trời lời luôn rồi. Cho nên về năm tô phở đủ rồi. Cảm ơn nhiều. Các từ đây đến cuối năm là có thể đóng góp được hơn chú Kiệt. Giờ chị nghĩ hôm nay em xuất hiện đây là gì, là mục đích gì vậy? Từ Bắc vô Nam nói liền cánh tay phải không? Xuống đây để an ủi tất cả các bác lớn tuổi, nhất là mấy bác mà nhân chứng như lịch sử của Việt Nam Cộng Hòa trước 75, để mà giữ gìn sức khỏe, để sau này là mấy bác là chỉ có đủ tư cách để đại diện cho 6 triệu khối người Việt hải ngoại đi về Việt Nam để mà lập lại một cái đời mới, một cái xã hội mới tươi đẹp cho những đứa con lưu lạc khắp năm châu. Đó là quan trọng. Còn ngoài ra những bác đó, trong mắt kia không ai đủ tư cách hết. Thì ghé mấy bác HO lớn tuổi giữ gìn sức khỏe đi. Thật sự mình đọc kinh á, là mình để cho mình có một cái khuôn khổ, giống như mỗi ngày mình chở con mình vô trường học, hay là hồi nhỏ mình đi vô trường học, thì nó tới lớp nào, lớp văn, lớp toán, lớp science này đó, lịch sử, thì nó là công thức, là cái tâm. Chứ cuốn kinh nó không có đưa mình Phật. Mình phải thay đổi mình mới thành Phật. Mình thay đổi từ ở trong. Có những Phật tử hồi nay đọc kinh muốn lột cái lưỡi luôn, thuộc lào lào kinh pháp quá, nhưng mà vẫn dần sân si như thường nha. Cho nên cuốn kinh chỉ là một cái phương tiện thôi. Có nhiều người đã đọc kinh. Hồi xưa Lục Tổ là người Việt Nam, quý vị có biết không? Lục Tổ có đọc được cuốn kinh nào đâu, mà tại sao Ngũ Tổ lại truyền thừa cho Lục Tổ mà không truyền cho ông nào ta, Thần Tú hả? Thời đó Lục Tổ không có đọc cuốn kinh, Lục Tổ là dốt.
không có biết chữ á. Tại vì cái học vấn của thế gian này học hoài cũng không hết, muôn trùng học bao la. Mình đã từng học quá trời nhiều rồi, học hàng trăm kiếp, tái sanh đi tái sanh lại, ra lại giờ thức nó ghi nhiều lắm. Nhưng mà mình học cái tốt hay là mình học cái xấu? Có những người học cái xấu, có những người học cái tốt. Nhưng mà đời này hôm nay mình biết thiên tâm, thì những cái phương thức mấy vị đã cho mình á, là tự đốt đuốc đi, tự phải ngồi thiền. Chỉ có ngồi thiền mới thành Phật, chứ không có thể là A-di-đà Phật thì giảng sanh mấy thầy dụ. Bữa nào những đệ tử thiên tâm mà ngồi thiền á, rủ mấy ông thầy chùa ngồi thiền, mấy ông ngồi đâu được. Ông ngồi mấy ông nhớ, sáng nay từ sáng giờ 12 giờ không ai gọi tôi, không ai chết để tôi đi đọc đám kinh đám ma ta, đúng không? Ông có nghĩ vậy không? Báo không ạ, chùa nào quá vậy? Thì cái khởi tâm của mình là thành Phật hay không từ đó. Một ngày mà cả một tuần mà không ai gọi tôi để mà đi đọc đám đám tang ta, cái là mong giờ là chết à. Nãy nhìn thấy đã bị nhận đệ tử, đệ tử cũng sắp đi á. Đâu rồi, về hả? Đệ tử mới nhận đâu, mấy con lấy điện thoại gì để phụ về dạy nó. Rồi, con về giữ gìn sức khỏe đi, con đang mệt á. Con cho số điện thoại, Trinh lấy số điện thoại. Có gì phụ sẽ dạy để từ đây tới ngày đó. Còn cái thân nghiệp á, phụ không có giải được. Có ba thứ thua là không được, là lãnh giải dùm cái nghiệp. Và đồng thời những người không có đủ duyên á, phụ nói chuyện không có hiểu được. Và bao là lời Phật, thì mấy cái thân nghiệp mình đã tiền kiếp mình bị nghiệp, thì hôm nay mình trả nó đi. Cái quan trọng là mình tính kế tiếp. Hôm nay cho phụ nhận con làm tử để mà dạy con, khi mà bỏ cái xác phàm này á, mình có một cái thế giới tốt đẹp hơn. Nhưng mà con cũng còn lâu mà, đừng lo. Mỗi ngày mình cứ kiên trì, mình khấn, con sẽ cho phụ sẽ chỉ cách cho con để kéo dài. Con cứ về nghỉ đi, con đứng đó nắng là mệt á. Con cứ đi về đi. Không sao. Hả? Thì đó, sư phụ nhìn thấy biết mà. Cái hào quang con yếu lắm. Con về nghỉ đi. Ở đây sư phụ nói tới 2-3 tiếng lần. Dạ sư phụ. Tất cả chúng ta đều là con ông trời hết á nha. Mình đừng có hạ thấp mình xuống. Kiệt cũng như quý vị thôi. Nhưng mà Kiệt biết nhiều chuyện thì người nào biết trước nhiều thì người đó chỉ đường cho người kia thôi. Chứ về trời á, nhiều khi quý vị thành Phật trước Kiệt không chừng nữa. Thì muốn bỏ bản ngã là chỉ có ngồi thiền. Ngồi thiền và đi có tiền làm từ thiện là hai cái căn bản mình cứ thế mà làm. Quỷ nó có sợ trà đâu. Atula là trên trời nó quýnh lộn với mấy tướng thiên đình quá trời luôn á. Chúng ta sống song song với nó chảnh. Bây giờ mình giải thích về mafia của Mỹ, Ý ở đây luôn nè. Mafia ngầm với cảnh sát. Nhiều lúc cảnh sát bị mấy ông mafia quýnh hoài á, thì cái những cái thế lực mà giữ á, là nó cũng y vậy á, cũng so với mình thế gian vậy đó. Còn phần những người đó sau này cũng thành Phật nha, nhưng mà họ sẽ bị đọa. Mỗi một lần họ làm lỗi gì, họ bán hay là buôn súng gì, họ mới ở tù. Chứ còn bình thường họ có mặc đồ vest, họ còn thông thái hơn người bình thường chúng ta nữa. Thì ở cõi trời cũng vậy, ma quỷ thiên ma đó, nó cũng như là mafia dưới này vậy đó. Cho nên mình có tu đạo á, hồi xưa sư phụ Kiệt là hòa thượng Tuyên Hóa, ngài nói đó, các con tu đừng bao giờ thử thách với quỷ. Cả ngày cũng bị quỷ nó bập á. Kiệt có một lần năm 2015 đang nằm trên giường nửa đêm, nguyên một cái bàn tay sắt khổng lồ bóp cổ, cái xác văng xuống đất nó bụp chết queo. Lúc đó Phật Mẫu à, Phật Bạn Âm với Phật mấy vị trên, rồi ngày Qua Đà nữa xuống, như mấy trên trời mới xuống nhét cái hồn vô lại mới đứng đây được á. Kiệt bị hoài á.
ở Bắc Cali á, có một ngày bữa đó luôn, nguyên bầu trời đen kịch, nó đâu có sợ ai đâu. Bởi vì mỗi lần gì đến đây á, người phàm mình thì nhờ mấy anh này, còn ở trên trời đó thì ông rồng đang trên đầu nè. Lúc nào mỗi trong cái dây khác trong cái trái đất này, quả địa cầu này đều có ma quỷ đi song song với chúng ta. Bên cạnh chị hiện giờ á, nhiều lúc cũng có không chừng nữa. Có em á, về nhà mình lúc gặp em hung dữ nó cũng là ma quỷ rồi đó. Nó có nữa. Thì những cái đó mình phải đọc kinh lăng nghiêm, lập bàn thờ thờ, từ từ cái họ cảm thấy họ bị xấu hổ thì mình biết tu, họ không biết tu thì khi con ma mà phá đó, nó xấu hổ bỏ đi, chỉ có vậy thôi. Cứ còn lấy nhang một quất mà đuổi nó hả, trời ơi, nhiều lúc nó còn quậy dữ nữa. Thì những cái mộng mà về tâm linh á, đa số con nói chung quy, con trả lời, con hiểu ý bác, không phải con cắt lời, con xin lỗi, là tất cả các cử quyền của mình hay mấy vị thần thánh muốn cho mình biết là có các vị xung quanh để mình tu thôi, mục đích có nhiêu đó thôi. Mà gán tu đây là tự nhiên gì cũng hết, người tu đổi được số mệnh nữa đó. Đang yêu rầm rầm mới bỏ đi tu là hết yêu liền, đó là thiệt. Không tin làm thử đi. Như ví dụ như mình đang bình thường, xưa giờ quý vị không có pháp danh, không phải Diệu, cũng không phải Tịnh, cũng không phải theo thầy Nguyên Thanh hay thầy gì với Nam Cali hết. Tự nhiên hôm nay quý vị đổi thành Thiên Thiên gì đó, Thiên Diệu Hiền gì đi, đúng không? Thì về nhà bảo đảm ông chồng ông cự liền. Đa số đó là cái thử thách đầu tiên của mình, có vượt qua hay không. Rồi cái thử thách thứ nhì, má mình hay là em mình chửi mình, mày điên hả, thằng Kiện nó điên đủ rồi, tao chịu nó không nổi mày điên nữa. À, là thử thách thứ hai. À, nhưng chúng ta là con của ông trời, hôm nay không có cái mới, không có cái lạ, không có những gì việc nói, thì chẳng lẽ thế gian này nó đi vào ngõ hẹp. Nhân tánh con người bây giờ quý vị nhìn thấy là 100 năm thời xưa đó, ai cũng có nhân lễ nghĩa chí tính. Hôm nay cái nước Việt á, trời ơi, quýnh cha quýnh mẹ quýnh thầy quýnh cô, cô thì yêu học trò, trò thì yêu ông thầy, đủ chuyện xảy ra, không còn biết công ty trật tự nữa. Thì cho nên đạo Thiên Tâm ra đời nó có lạ thì nó mới đi tiêu diệt cái cũ. Nhưng những cái hạt giống đầu tiên của Thượng Đế đặt xuống cái quả địa cầu này, chúng ta là hạt giống đầu tiên nha. Tại vì lúc kia còn đang ngồi nói chuyện được là đầu tiên. Khi xuống lòng đất, rễ nó phải bấm sâu 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 xuống đất như bông sen vậy đó. Nó càng sâu thì cây cổ thụ, cây này cũng chưa đã nữa, cây bự hơn nữa. Có nghĩa là khi càng sâu thì chúng ta chịu nhiều cái áp lực. Khi cái mỏng nó lên khỏi mặt đất thì biết bao nhiêu người chà đạp cái họ Thiên. Khi mà gió thổi xiên tạc là gió, mình phải giữ vững. Rồi khi mà ra một cái cây rồi thì từ cái cây nó nở hoa, nở bông, là lúc đó là mình ok, mình vững rồi đó, là mình độ được. Khi cái hoa nó có gì mùi thơm là mình đi nói chuyện với những người xung quanh. Đó là chúng ta là những hạt giống đầu tiên của Thượng Đế đặt ra đó, thì gán. Nhưng mà bây giờ mình mà là hạt giống mà lên tới thành cây dưới đất á, mình có sống nổi không á? 100 cây, 100 hạt, ngàn á, không biết còn lại mấy hạt á, thì đó là do mình. Những cái công thức thì mình phải chịu, mình phải nhẫn nại. Và mình tạo ra cái hội Thiên phải có một cái bản lĩnh kiên cường. Mình là người vợ, lâu nay mình thấy mặt chồng mình là cũng chán rồi, nhưng mà vì con cái mình gán ở, phải không? Hôm nay theo họ Thiên hiểu được cái lý lẽ sống ở đời. Họ Thiên có nghĩa là đời, đời đạo, đạo đời là không ai kỳ thường mình. Đạo là mình tu thật sự, tu từ dây từ khác, tu dùm cho ông chồng mình luôn, để mình kéo ông chồng mình tu theo. Có nghĩa là mình phải làm đúng bổn phận người vợ. Khi làm chuyện vợ chồng mình phải siêu hơn mấy cô ở trong động á. Mình đâu có phạm giới đâu. Còn khi mình vô nhà bếp nấu ăn, mình phải nấu ăn ngon hơn là ở đây nhà hàng nào ngon nhất. Mình thấy như vậy, nhưng mình tập bớt nói. Nhưng mà khi mình nói á,
là ổng phải ngồi nghe nghe, thì mình mới giữ nổi cái hội thiên. Nếu không á là khó lắm. Tại vì cái lối thường tình của nhân loại á, cái gì họ quen rồi cũng giống như chúng ta thôi, mình cứ quen thôi, mình không đi đâu, ví dụ ở vùng này hoài, không có thích đi đây đi đó, cũng không thích thay đổi. À, bác này thích mặc cái áo màu này thì cứ mặc vậy, thử bữa nào mình đổi màu đi mình thấy vui liền á. Thí dụ tôi biết chỗ đó rồi tôi không cần đi, nhưng mà khi mình đi á mình mới nhìn thấy được, à bữa nay mình thấy cái shopping nó có mớ đồ lạ lạ cũng vui vui, đúng không? Còn trước khi mình đi á, trước khi mình khởi tâm mà làm biến gọi là giải đãi á, là mình lúc nào á mình cũng muốn ở nhà, hay là mình cũng muốn giữ được những cái đường xưa lối cũ, đổi mới, thiên tâm là mới. Ở trên tầng trời đâu xuất thiên là Phật Di Lạc. Thật sự cái này cũng là một cái bốn con bài úp mà Kiệt chưa có lật được. Để khi Đức Thầy ngày sắp sửa, ngày sẽ giải thích. Kiệt chỉ làm theo lĩnh bề trên á, là cha mẹ kêu bây giờ con cho mọi người, mấy chị vị trên cho mọi người đâu phải ra đó. Tại vì trong chúng ta đang mang hội thiên, cũng có thiên giả nữa trà trộn lẫn vô, cũng có ma quỷ, và đồng thời mình cũng trong số chúng ta đứng đây nha. Mày kia nó không phải là trù quá ha. Nhờ lúc tuần sau kia xuống cũng sẽ có một vài người ra đi nữa đó, đúng không? Ở luật ở trên trời á, cũng như thế gian mình thôi, giấy tờ đàng hoàng không thể nói bằng miệng được. Cũng giống như trong chùa ở nhà là đều có cái certify đàng hoàng, thì cái thiên tâm cũng vậy. Làm cái đó đó, và cái chữ mà giáo chủ đời thứ hai Kiệt là người truyền tin, thì cái đạo thiên tâm đầu tiên ra xuất hiện ở thế gian này là mấy vị cho Kiệt là người có cái ân phước đó, cha, nhất là cha bài kính thiên số 2 đó. Không biết có ai biết bài kính thiên số 2 không? À, đó thì bài kính thiên số 2 đó là cha nói rõ trên đó. Bài kính thiên số 1, bài kính thiên số 2 đó là những lời của Phật. Còn số 1 là ai? Thì để chờ một chút xíu, tôi cũng đang hiếu kỳ. Và tôi chỉ bây giờ là kêu làm cái mộc đóng vậy, thì mình cứ làm vậy. Nhưng mà lâu lâu á mình thăm dò, đúng không? Cũng như coi thăm dò lòng người á. Trong bộ chính trị của Việt Nam á, đa số mấy ổng là theo họ thiên hết rồi đó. Còn nhiều lắm á. Thấy như vậy á, mà mấy ổng tin lắm. Qua đây cũng thăm hỏi mình nữa. Rồi ở trong nước Việt á, hồi xưa nó chỉ phát xuất từ ở Thiên Long Sơn, là từ từ lan rộng. Rồi bây giờ xuống miền Nam, khắp tất cả các miền Nam, tất cả những đệ tử của Hòa Hảo, Vũ Sơn, Dược Hương bắt đầu họ cũng hiểu. Rồi qua tới Cao Đài, kinh Cao Đài cũng có nói về Kiệt, Hòa Hảo cũng có nói. Rồi bây giờ lưu truyền ra tới những cái bài sấm cơ của bà chị Đức Thánh Mẫu Liễu Hạnh là chị kia, thì cũng có nói. Thì tất cả những kinh sấm và những cái kinh thơ mà Kiệt đọc trên mạng là đều lời của Phật, của Thánh không? Là họ nói về Kiệt rất là nhiều. Người mà khóc xin cha cho đừng cái vũ sổ trái đất này, hôm nay Kiệt nói thật nha, là mình. Cho nên hôm nay phải đi xuống đây để mà từ từ mình xin, thì mình phải ra tay để mà mình làm sao để mà gọi là thanh lọc. Kiệt cho em hỏi thể nói cái số phận ngày sau của ông là chết vì bệnh đau, là chết vì cancer, hay là vì nhân chủng hạ bề xuống, anh có thể tiên đoán cái đó được không? Thì ông đã chết rồi, cái hồn ổng là không còn cái gì mà sức sống nữa. Một người già nhất thế giới quyền hành nhất, mà bây giờ cả những dân tộc mình cũng coi thường, thế giới bạn bè năm châu, những nhà lãnh đạo coi thường, thì sống làm gì nữa? Thì đó cũng vui chứ. Nó là đúng, đúng là như vậy, đúng không? Giống như tập cho mình hôm nay còn quay phong 9 tháng nhiệm kỳ 3, nhưng mà chỉ là thắng là thua, chứ chẳng lẽ đưa người khác lên cái
chiến tranh thứ ba thì sẽ không có bùng nổ, lên xuống nó làm hòa lại. Một bên thì đang lên, Biden thì đang xuống, Trump thì đang lên, thì nó hai bên á nó mới là kỳ phùng địch thủ. Câu hỏi thứ hai của em là sức khỏe của Biden thì cũng đang xuống, những khi anh mới nói vậy thì Putin với lại Biden cuối cùng đi cuộc lửa không anh? Mà Biden là vì sức khỏe mà đi xuống hay là cũng là bị thêm mà ảnh hưởng cho đi luôn? Cách đây 3-4 năm trên mạng từ clip số 1 đến ngày hôm nay thì thường nói những cái ép liên lượng, tức là màn kịch của bề trên vẽ ra kỳ này nó đi liên lượng chứ nó không có hàng trước hàng sau. Và đồng thời vụ Biden này á là lúc mà ông gian nó phiếu ông Trump phải chịu lép dế bị hạch nội, chứ cũng chưa thấy tổng thống nào mà te tươi như thế kiện kiểu ông bị hiếp quá trời luôn, bầm dập đúng không? Thì chỉ có nói những clip cũ hay nhắc lại, sẽ có hai người đàn bà bị hành tội thì mình đó bây giờ là ai vậy đó. Nhưng mà những tai nạn của ông Trump vậy có qua được không? Qua hết mấy người cứ mệnh trời đâu phải dễ hại đâu. Cái mình muốn nói chỗ này á là khi mà thời xưa mà kỳ đã nói mấy năm trước kỳ nói là hai người phụ nữ bị hành tội thì có nghĩa là gì? Nó không phải dễ mà hạnh mấy bà này, không phải là ông Trump trả lời mà nãy không phải hạnh thế không? Mà thời xưa có cái đài tin tức nào mà phân tích nhưng mà giảm nói kiểu như vậy không? Đúng không quý vị? Thì khi mình nói ra một cái ý gì á là nên coi lại nó có những ý khác. Ví dụ như kỳ nói là trước khi xăng dầu lên 7 đồng, trước khi kinh tế hiện giờ khủng hoảng thì cũng có nói trước rồi đó, đừng có chơi stop, đừng có thủ, đừng có bung tiền làm này làm kia. Riêng thì có nói hết, nước Mỹ này thì cũng có nói, thì cũng có nói bên Việt Nam á tiền thành tiền giấy, giờ nó thua giấy nữa. Bữa hôm qua coi cái video của SCB á, SCB nhà băng gì đó, bà con người ta mất hết tiền cả đời để dành, người ta tức quá người ta điên luôn á, la hét quá trời luôn á, quý vị coi cái video thiệt là tội. Thế có cái bác kia đó, thế là tự nhiên mở trong nhà băng một tờ giấy cũng không có nữa, tờ giấy nợ cũng không có, tiền thua giấy nữa. Tự nhiên mình đang mở trong băng mình mẻ ra nhà băng, tự nhiên mấy nhà băng nó biết mất nghĩ sao. Thì nạn này nạn chung ở trong chính quyền Mỹ, tuy là nước nửa thành tự do nhưng mà nó cũng có tà lẫn lộn trong đó. Quốc gia nào cũng có chánh có tà hết, tức là ma quỷ nó đủ thành phần, trong gia đình mình cũng có, trong chùa cũng có, ngoài đời cũng có người tốt người xấu. Cái thời đại này á là tất cả những cái gì ngoài cái ý nghĩ của con người không tưởng tượng nổi mà đều xảy ra, những cái con người mình không nghĩ ra lại xảy ra. Từ xưa tới nay tất cả các chứng bệnh trên thế gian này, có chứng bệnh nào là đứng gần mà bị lây không? Nhìn người thân chết mà không dám tới gần không? Khủng khiếp không? Mà mình đã biết có chứng bệnh này từ năm 2017. Thời đó cũng nói mà cái khẩu trang này nè là quan trọng, kêu thằng khỉ kia về mở nhà máy làm khẩu trang nó không nghe lời, thằng kia có nói cho mẹ. Những cặp mắt của con người của mình có thể thấy từ đây tới đây hoặc từ đây tới cây là dữ. Cặp mắt của chư Phật, chư Thần nó thấy hàng nghìn năm xa hơn mình. Thì mấy vị nói gì nghe kỳ chứ là người nói lại. Mà nói theo cái ý rõ hơn á, kỳ cũng không biết sao nói. Nhớ mấy câu gì hỏi, Putin chết kiểu nào? Thì kỳ chỉ biết là ổng sẽ bị dân lôi đầu xuống. Chết hay không chết nó không có ý nghĩa. Cũng giống như có một lần kiện, cũng giống như mọi người như quý vị. Cái nói sao kiện thang với bề trên, nói sao các chị không cho tập trung mình chết cái một đi. Các chị mới cười, mấy chị mới nói thế gian này là cái nghiệp của thế gian. Mấy người đó cũng là một người, thế bây giờ cái hàng đó nó xuống, hàng khác lên cũng vậy thôi. Nó nguyên một cái hệ thống, cũng giống như cái giếng nước mà nó bị độc rồi á. Bây giờ mình có hết nước này nước khác lên cũng vậy, cái mạch nước nó bị hư,
phải thay đổi hết. Thì từ đó Kiều mới hiểu là nước Việt có cái nghiệp, nghiệp nặng đó. Tại vì mình chiếm đất đai của Chân Lập, của Chiêm Thành, mình giết biết bao nhiêu người, bổ mình không bị tội. Mình là cái gì mà mình có quyền giết những người đồng loại với mình? Nhưng nghiệp thì cũng có ngày cũng phải hết, nợ thì trả cũng phải dứt, chứ không phải là trả hoài. Thì hôm nay mình trả sắp dứt rồi. Mình hôm nay là những người có đại phước ở thời đại của tận thế này, để chứng kiến những chuyện ly kỳ xảy ra trên thế gian. Và có người lạ khỉ bể màu ngồi đây chót chót. Anh có thể nói thêm về Phụ Sư Thị Hương không? Thị Hương là đạo đức thầy. Chứ chuyện đâu biết gì với Thị Hương hay là đạo hoàn hảo gì đâu, không biết. Sau đó thầy về ngày đó ta là Phụ con ở Phụ đâu rồi, Phụ nói ở miền Tây lúc đó không biết. Thì đạo Phụ Sư Thị Hương là nó một trong những cái căn bản là tứ thân thiếu lễ. Thì trong cái thiên tâm là chung hết đạo Phật, Vũ Sơn Kỳ Hương Cao Đài á, là 12 giới luật, là cái gì là cũng chung lại, thì nó gọi là tam giáo đồng nguyên. Bây giờ nhìn lại 12 giới luật của thiên tâm đi, thì trong đó nó có bao gồm lại hết. Về quân đội chỉ cần mấy ông làm chính quyền giữ giới luật số 1, nhân lợi nghĩa giới tính là có uy tín thôi. Hiện giờ Việt Nam đâu có ông nào uy tín. Còn đạo Phật thì mình có ngũ giới thì nó cũng nằm chung trong đó. Em có thắc mắc này, khi mà Phật Phật Lộ giảng lâm cái bài đầu tiên vào năm 1979 là ở miền Bắc, thì khi đó thì vẫn còn nhỏ. Sau thì bắt được cái bài thơ đó của Mộc Nga biết được Phật giảng lên cái bài đó. Lúc đó thì vừa vượt biên, thiền đang lên đơn trên biển sắp chìm, bị hải tặc Thái Lan nữa. Thì mẹ ra bài kính thiên thì chắc trên trời mẹ ngồi ngó thôi, có không được bữa giờ mấy tuổi rồi làm gì, ngó xuống á hay chết, cái chắc mẹ động lòng. Lúc mà ra mẹ ra cái bài đó, ngài Địa Tạng là người đi trước. Thường mình nhớ cái mẹ lớn nhất, phải không? Thì hai bên là chư thiên, chư Bồ Tát đi theo các tất cả các vị hộ pháp rồi đầy bầu trời luôn. Thì mẹ xuống cái bài kính thiên, và từ cái bài kính thiên đó sau đó ngài Trần Đạo tất cả các vị thần thánh khác dùng cái bài kính thiên số 1 á để mà xoay chuyển cái quả địa cầu này. Thì cái bài kính thiên đó thì mẹ nói là kính thiên là giống như cái miếng kiến hiển vi mình nhìn trời, nhưng mà mẹ trên trời mới nhìn xuống mình. Kính thiên đã chiếu xuống trần, con ơi nhớ lấy nha, con ơi nhớ lấy những lời mẹ khuyên. Nhân sanh thì quả báo nhãn tuyền, luân hồi vay trả truyền nghiên kiếp người, nhờ duyên được hưởng cơ trời, lại thêm sứ mệnh đạo đời dương gian. Rồi đây nắm giữ nhan sang, lo cho quốc thái dân an lâu dài, lo cho cơ đạo ngày mai, chúng sanh đã biết ơn ai đã truyền, ấy là trời Phật linh thiêng, nhã cơ mở đạo khắp miền nước non. Kính thiên mẹ chiếu cho con, số trời đã định không còn bao xa, lo sao xây dựng nước nhà, lo cho bá tánh quan ca cuộc đời. Thương con mẹ dạy mấy lời, rồi đây sớm ở thời cơ sao. Thì cái bài kính thiên đó, thời đó thì mười mấy tuổi, mà cái câu của Phật nói là không còn bao xe, mình chớp mắt năm mấy tuổi. Mà cái người mà làm chiếm cái bài kính thiên đó cũng còn sống ở đây nữa. Rồi sau đó, trong dòng đời dục lớn lên, trong chung với người, thì đến ngày mà tận thế cuối cùng á, thì trước đó thầy với mấy chư Phật về cũng dạy dỗ nhiều. Đến khi ngày mà cha ra lệnh xuống cái bài kính thiên số 2 á, kính thiên đã chiếu xuống trần, bài số 2 nè, năm 2017, kính thiên đã chiếu xuống trần, mở ra chánh đạo, thiên tâm cứu đời,
ấy là ân phước Phật trời ban cho Thái tử là người lập ra. Đây là chánh đạo không tà, luôn luôn tu niệm Di Đà Quan Âm, tức là mình vẫn tu theo đạo Phật, tu Di Đà Quan Âm, tu hành theo đúng thiên tâm. Phật trời là chánh, không thêm đạo nào. Thế gian này lắm lao đao, tà giáo xuất hiện phong trào tôn tâm. Tà giáo là môn phái này phá môn nọ bát trời luôn đó. Tà giáo xuất hiện phong trào tôn tâm, bao người tin tưởng sai lầm, phá phách thế gian chìm đắm u mê. Cho nên Thượng Đế ra vai, mở ra thiên tâm đạo này trừ ma. Quá trời ma luôn không? Vậy thì Thế tử nghe ta, từ nay làm những nó hơi cao ngạo. Nhưng mà cái bài thơ như vậy á, chứ kỳ đâu phải là người cao ngạo. Không, nhưng mà cái câu hỏi của em là khi mà bài Kinh Thiên số 1 ra, khi đó anh Kiệt nó còn nhỏ, làm sao anh Kiệt mới biết được cái bài đó là Kiệt để dành cho anh? Cơ duyên nào mà anh cũng bắt được cái đó? Tự nhiên bộ Đức Thầy ông rảnh lắm hả? Hồn thì ông lối, mấy chư Phật cũng rảnh quá, không đi tìm ai dạy đời dạy đạo để kiện biết gì cũng mang các bà làm quên hết nha. Bồ Tát Phật thì xuống trần mà vô bụng mẹ là 9 tháng 10 ngày tối thui là không biết gì hết. Mấy vị về dạy dạy ngày dạy đêm thì kiện mới biết được nhiều chuyện, kiện mới ra kiện nói. Thì mấy vị dạy thì sau đó con lần ngày trần trần đạo đó, thì hàng năm á thì ngày hay chầu cha giống như là báo cáo tình hình thế gian, thì ngày mới nói là ngày lấy cái bài Kinh Thiên làm kim chỉ nam. Thì kim chỉ nam có nghĩa là thay vì một cái thể chế độc tài này, thế chế cộng hòa nọ, thế chế dân chủ kia, bài Kinh Thiên nói rõ mà là sau này lúc mình có vua không biết là ai thôi, chờ đó Đức Thầy làm cái bài đó mình không biết. Tại vì nếu có vua mới thương Bắc, thương Trung, thương Nam, quy cổ gì kim mà hết binh đao, quy cổ gì kim, kim là thời mình là kim nè, tổng thống về bí thư này bộ trưởng nọ, quy lại cái thời thượng cổ. Anh nói là bốn con bài thì đã lật một con, còn bốn con còn lại thì chưa lật, thì như vậy là phải có bốn nhân vật xuất hiện hay là gì? Bốn người, bốn cái con bài đó là gì? Bốn phần như làm phải anh? Ủa là bốn bài toàn là bốn ảnh rồi, anh chơi anh bích anh chuồng cũng là ảnh thôi, nhưng mà một người đội nhiều lắm thì sao mình đâu biết, mình nói chuyện tới đâu mình nói tới đó đi miễn sao là thắng được lại cơ bản. Mà những cái hiện tượng mấy vị làm cho mình biết là we are not alone, mình không chung với mấy chị gì á, thì chị thường nói giống như sáng rộng ở đây nè, giờ không còn kìa, rồi trên núi nhiều chuyện cảm ứng linh thiêng nhiệm màu rất là nhiều, nếu không linh thiêng tự nhiên dấu thiên tâm hiện trên bầu trời vậy. Rồi mấy thằng phi công lái máy bay của Mỹ nó bay qua bay lại, nó không có cái object nào hết, nó không có máy bay nào hết, mà tự nhiên ở trên radar của nó hiện lên. Mỗi lần 3000 núi thì Môn Sơn là có. Thì để chi, để sau này á, mấy thằng Mỹ mà nó khôn á, loại là trong năm loại mình khó độ á, ở kiến cận học á, nó mở nghiên cứu lúc đó nó quản hồn. Thì cái người khôn nhất là Manson á, ổng đã nói rồi, ổng nói thế gian này ổng chỉ chứng minh được 1% của Phật thôi mà. Ngày ổng chết rồi ổng ước chi thế gian này á, biết ổng ước làm gì không? Ông ước ổng không muốn làm nhà bác học như ổng nữa, mà chế hai cái bom lương tử mở Hiroshima với Kawasaki. Ông muốn ông làm người thợ, ông nước bình thường, phú hồ viên con người của mình, cứng đầu, cứng cổ. Giống như cái em này nãy em muốn hạ cái ngã, khi nó mở miệng em muốn hạ cái ngã, tức là nó đã hạ rồi. Cái học chấn thế gian chả có gì hết, xưa tổ cũng không học cái nào, tổ vốn mà tổ lập ra, tổ là tổ của Phật giáo tới ngày hôm nay.
thì tới thời này cũng vậy. Mình đừng có nhìn ví dụ như quý vị cái chuyện nói chuyện qua chuyện lại, chuyện nói sai quý vị cứ chỉnh qua chỉnh lại. Còn một chuyện hôm nay mà áo vàng cậu tóc, chuyện nói gì quý vị đâu dám cãi lại đúng không? Thầy sai trò cũng sai, đó là chúng ta trao đổi ý kiến lẫn nhau, cái nào hay hơn vậy? Cái nồi sáng hói không à, thầy nói gì con không dám ngóc đầu lại lên để cả nói chuyện lại. Chúng ta cả kiệt, mình sống thế gian, nửa thế gian, nửa xuất thế gian, mình hợp thế gian, nhưng mình muốn chí lý là xuất thế gian để mình được về trời. Có nhiều người trong đây bảo đảm rất là đông, không có hiểu những tầng trời như thế nào. Bên công giáo thì cứ nghĩ là hai cuốn kinh về tới Chúa là trời, nhưng mà họ nghĩ là tầng trời của Chúa là số 2 thôi. Rồi bên cõi A Di Đà thì vô sắc giới, thì sẵn đây thì có này, quý vị có muốn biết về 36 tầng trời không? Về cha ở chỗ nào, Phật ở chỗ nào, thần thánh nó về chỗ nào không? Ok, giờ mình đọc từ tầng thứ nhất. Mình làm ở tầng nào? Trái đất mình thuộc về số 0, rồi số trừ là tầng súc sanh, rồi tầng địa ngục. Còn mình số 1. Số 1 của mình là tầng Tứ Thiên Dương. Tứ Thiên Dương là bao giờ mình đang thấy là có ông Tứ Đại Thiên Dương, là tầng này. Tầng thứ 2 là Đao Lệ Thiên, là chủ trời của người làm chủ trên tầng đó là Chúa Giê-xu, tức là Thiên Chủ Đế Thích, là tầng số 2. Còn tầng số 1 là Tứ Đại Thiên Dương, là Đông Trì của Nam Tăng Trưởng, Tây Quảng Mục, Bắc Đại Văn, nó bố âm. Tầng thứ 2 là thứ 3 là Đâu Xuất Thiên. Đâu Xuất Thiên nó có nội thì có ngoại, ở ngoại thì có Đâu Xuất Đại Dương, ở trong thì có Bồ Tát Di Lặc, là ở tầng thứ 4. Còn tầng thứ 3, tầng thứ 3 là Dạ Ma Thiên, là ma đó, ma ở tầng thứ 3. Đó là Dạ Ma Thiên. Tầng thứ 4, tầng thứ 5 là Quá Đạt Thiên, là Thiên Quá Dương, cai quản ở đó. Rồi tầng thứ 6 là Thao Quá Tự Tại Thiên, thì là Thiên Ma ba tầng, nó còn cao hơn mấy ma thường. Ở tầng thứ 6 là ở trong dục giới. Lên đến tầng thứ 7 là Phạm Chúng Thiên. Tầng thứ 8 là Phạm Thượng Thiên, tầng thứ 9 là Đại Phạm Thiên. Tầng thứ 10 là Thiểu Quang Thiên, tầng thứ 11 là Vô Lượng Quang Thiên, tầng thứ 12 là Quang Minh Thiên, tầng thứ 13 là Thiếu Tịnh Thiên, tầng thứ 14 là Vô Lượng Tịnh Thiên, tầng thứ 15 là Biến Tịnh Thiên, tầng thứ 16 là Phúc Sinh Thiên, tầng thứ 17 là Phúc Ái Thiên, tầng thứ 18 là Quảng Quả Thiên, tầng thứ 19 là Vô Tưởng Thiên, tầng thứ 20 là Vô Phiền Thiên, tầng thứ 21 là Vô Nhị Thiên, tầng thứ 22 là Thiện Kiến Thiên, tầng thứ 23 là Thiện Hiện Thiên, tầng thứ 24 là Vô Song Thiên. Thì tất cả này gọi là sắc giới. Khi những người mà tu tới Tam Thiền á, với thế gian á, đa số mấy hòa thượng lớn là vào mấy tầng này. Lên đến tầng vô sắc giới là có không vô biên thiên, thức vô biên thiên, vô sở hữu thiên và phi tưởng thiên, là vô sắc giới. Vô sắc giới có nghĩa là con người trên nó không còn thân người nữa, hết yêu luôn rồi đó. Còn những cái tầng thứ 7, 8, 9 là đa số chúng ta về chẳng, có nghĩa là mình đang làm vợ chồng, quý vị có thể gà về chẳng tiếp tục nữa nếu mà mình xuống năng lượng, mình về năng lượng. Nhưng ngược lại có những người đang là vợ chồng, có người ở đây và có người xuống địa ngục, thì những cái tầng kia vẫn có vợ chồng. Mà đa số những cái thiên trên trời á, là họ ngái không có thô tục như mình, họ nhìn bằng mắt,
truyền cái luồng điện qua cặp mắt là họ thành rung động phê mình đủ trò hết. Thì cho nên mình biết trân trọng mấy người kế bên, trân trọng những người đây. Tự vì mình có làm gì làm, tất cả chúng ta ngồi đây là con trời về chỉnh gặp nhau hết à. Gây quán gây hồn về chỉnh cũng sẽ gặp nhau nữa. Lên tới cõi Phạm Thiên nè, là những cái tầng hồi nãy là những gì A-la-hán tu thành Phật đó, của A-la-hán. Lên tới cao hơn A-la-hán là tới cõi Phạm Thiên, là vô thượng hưởng dung thiên, ngọc long đăng thắng thiên, long phạm độ thiên, bình luật cổ dịch thiên, là ở cõi bồ đề. Những bên cõi này là tầng 29-32 là có kim thân rồi đó. Lên cái này mới là lợi hại nè, là cõi của cha nè, là cõi niết bàn, là do thái thượng lão luân cao bản. Cõi cận niết bàn là linh bảo thiên tôn cao bản. Cõi đại niết bàn là nguyên thủy thiên tôn cao bản, là tầng 35. Cái tầng cha ở với mẹ của mình ở là tầng cao nhất là 36, là đại la thiên, mà bên Phật giáo gọi là cõi tối đại niết bàn. Cái kia là niết bàn nha, cõi này là tối đại niết bàn, là do ngọc hoàng thượng đế và cha mình cai quản. Trong sách vở, trong kinh có nói rõ. Thì tại sao bên Phật giáo đại thừa hôm nay các chùa các thầy nói tu Phật, tu tiên thấp hơn tu Phật, nói mình có sự phân biệt thấp cao là mình đã sai rồi. Huống chi trong kinh điển, tại vì những vị thầy, những nhà đi truyền giáo, người ta chỉ nói về chuyện của ta thôi. Người ta như chuyện là chuyện có phần nghiệp dở, giống như nghiệp dở Trần Nhật Phong. Ồ mày có trí thức giỏi, mày khai trí ở đám Việt Nam, mày nói chuyện chính trị, nhưng mà nói về Phật, Phật là ai thì chuyện không biết. Mày có cái giỏi của mày, tôi có giỏi của tôi, vậy đó đại khái. Thì mới đạo Phật hay đạo ông giác mà họ chỉ nói chuyện mà ta thôi. Ồ con có đạo không? Ông hỏi ông cha hỏi, dạ con đạo Phật, vậy là con không có đạo. Là do cái cách nói của họ. Cho nên Phật tử hôm nay phải coi lại, tôi hơn cha là cao nhất, cha là cha của tất cả chư Phật. Vị Phật nào cũng đều là con của Thượng Đế hết.